Ngày xưa, ở vùng sông nước phía Bắc, có một cậu bé tên là Phạm Hữu Thế. Hằng ngày cậu mò cua bắt ốc, câu cá bên sông. Cậu còn đi theo làm thuê cho thuyền đánh cá. Đừng chèo thuyền nữa, dừng lại ở đây. Lưới đã nặng rồi, kéo lưới lên thôi. Kéo lưới thôi. Cho cháu mấy con cá nhỏ, trả công hôm nay đó. Chắc cảm ơn ông. Về thôi, hôm nay chúng ta lấy lọc của sông đủ rồi. À, hôm nay mình câu được nhiều cá quá à. Chắc cha sẽ vui lắm đây. Ê, đi bơi với tụi tao không? Hôm nay tụi tao đi bơi với tụi lằn bên đó. Nhanh lên, nhanh lên. Trời sắp tối rồi. Tao bận câu cá rồi. Tao còn phải về nấu cơm cho cha nữa. Vậy mày câu tiếp đi, tụi tao bơi tiếp đây. Trời sắp tối rồi, về thôi cậu bé. Đúng là một đứa trẻ ngoan, hết đi theo thuyền bắt cá, giờ lại đi câu cá lo cho cha. Hôm nay người ta trả công cho con bằng cá. Con cũng câu được thêm ít cá mang ra chợ đổi gạo đó cha. Con giỏi quá. Hôm nay cha con mình sẽ được ăn cơm trắng với cá nướng. Cha phải ăn nhiều cho khỏe nha. Cha ơi, sắp đến giỗ mẹ rồi. Con muốn theo thuyền đánh cá, đi sang vùng khác đánh cá. Con sẽ chăm chỉ làm việc, kiếm nhiều tiền để làm giỗ mẹ. Con còn nhỏ mà đã vất vả. Mẹ thì mất sớm, cha lại gặp tai nạn, giờ tàn tật khiến con phải cực khổ. Cha đừng nói như vậy. Con lớn rồi, con là con trai duy nhất của cha. Con sẽ gánh vác mọi việc trong nhà giùm cha. Ngày hôm sau, cậu bé từ biệt cha để theo thuyền đi đánh cá. Vùng quê này thật đẹp và yên bình như quê mình vậy. Có cái gì mà dân làng này tụ tập đông vui vậy ta? Chắc làng này đang tổ chức hội thi bơi đó. Vậy chúng ta đậu thuyền ở đây. Sông này chắc nhiều tôm cá nên người dân mới no đủ tổ chức ngày hội đây. Cha có thể lên bờ xem hội được không ạ? Cứ đi chơi thoải mái đi. Ngày mai chúng ta mới bắt đầu làm việc. Sang phần thi lặn rồi. Ai cũng bơi giỏi quá. Còn ai chưa lên không? Vẫn còn người lặn ở dưới sông. Vẫn chưa tìm ra người chiến thắng. Hình như còn một người lặn ở dưới sông. Quang hô, tìm ra người chiến thắng rồi. Vẫn là bà ấy. Cả làng này không ai giỏi bằng bà ấy đâu. Bà ấy là ai mà bơi lặn giỏi quá vậy? Cậu bé mới ở nơi khác đến đây đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy thì cậu không biết bà chú bơi ở làng ta rồi. Tại sao bà ấy lại được gọi như vậy ạ? Đó là con gái của một gia đình đánh cá từ nhiều đời rồi. Bà ấy rất giỏi về bơi lặn. Khắp làng ta và các làng xung quanh không ai thắng nổi bà ấy. Vì vậy bà ấy được dân làng chúng ta gọi là bà chú bơi. Chúng ta ra sân đình mở hội thôi. Năm nay làng mình sẽ có nhiều cá tôm lắm đây. Đúng rồi. Bà chú bơi thật giỏi. Mình mà bơi lặn giỏi như vậy thì sẽ bắt được thêm nhiều cá tôm để nuôi cha rồi. Mình thử lặn xuống dưới nước bắt cá như bà chú bơi xem sao. Vì không nắm được dòng chảy của con sông nên cậu bé đã bị lọt vào xoáy nước của dòng sông. Cậu bé lo lắng sợ hãi muốn thoát khỏi xoáy nước nhưng dần kiệt sức.
cậu bé, sao lại ra sông bơi vào giờ này? Bà Chúa ơi, bà là người đã cứu cháu sao? Đúng rồi, may là có ta ra sông giờ này, nếu không cậu đã làm mồi cho Hà Bá rồi. Cháu cảm ơn bà đã cứu cháu. Cháu rất ngưỡng mộ tài năng bơi lội của bà nên muốn tập luyện. Cháu là cậu bé ta gặp ở hội thi bơi lúc chiều đấy bà. Bà ơi, cháu ở vùng khác theo thuyền đánh cá đến đây làm thêm để kiếm tiền làm dỗ mẹ và phụ giúp cho cha. Cha cháu tàn tật nên không thể ra sông bắt cá nữa. Bà có thể dạy cháu bơi lặn giỏi như bà được không? Cháu là một đứa bé hiếu thảo, lại rất thông minh nhanh nhẹn, nhưng bí quyết bơi lặn giỏi của nhà ta thường không truyền cho người bên ngoài. Vậy nghĩa là cháu không được rồi. Ta không có chồng con gì, nếu cháu không gọi ta là bà nữa, chịu nhận ta làm mẹ nuôi, thì ta sẽ dạy cho cháu. Hả? Thật sao ạ? Cháu cảm ơn bà. Ta đã nói không gọi là bà nữa mà. Mẹ nuôi. Con cảm ơn mẹ. Vậy thì con hãy trở về nghỉ ngơi đi. Chiều mai hẹn gặp con ở đây, ta sẽ dạy cho con học bơi nha. Dạ thưa mẹ, con nhớ rồi. Ngay chiều hôm sau, cậu bé đúng hẹn đến bờ sông tìm mẹ nuôi để học bơi. Mẹ nuôi, con đến rồi đây. À ha, con ngoan lắm, biết giữ lời hứa. Con xuống nước đi. Con có biết vì sao con biết bơi nhưng tối hôm qua lại suýt chết đuối không? Con không biết. Ở làng con bơi giỏi và nhanh nhất mỗi khi thi bơi cùng đám bạn. Muốn bơi lặn giỏi á thì con phải biết yêu mọi dòng sông và cả biển lớn của quê hương đất nước. Con phải coi đó như là người thân, máu thịt của mình. Con phải hiểu rõ chúng thì mới chinh phục được những cơn sóng lớn như dòng nước dữ. Và con phải làm mọi cách để bảo vệ những dòng sông, vùng biển thân yêu của mình. Vậy là do con chưa hiểu rõ dòng sông của mẹ và chưa yêu nó nên con mới gặp nguy hiểm đúng không mẹ? Bây giờ con hãy lặn theo ta. Ta sẽ cho con thấy dưới sông có rất nhiều điều bí ẩn. Dòng sông này có nhiều vùng nước xoáy nguy hiểm đã cuốn lấy con như tối qua. Từ hôm ấy, sau khi đi theo thuyền đánh cá trở về, cậu bé đều ra sông tập bơi lặn cùng bà chú bơi. Bà chú bơi yêu quý tinh thần ham học hỏi và sự chăm chỉ luyện tập của cậu bé mà truyền đạt hết những bí quyết bơi lặn của mình cho cậu. Ta đã dạy hết bí quyết bơi lặn của nhà ta cho con rồi đó. Từ nay, con hãy tự tập luyện thật chăm chỉ để ngày càng giỏi hơn. Mẹ nuôi, sắp đến ngày dỗ mẹ con rồi. Con phải quay trở về nhà làm dỗ mẹ cùng cha. Con cứ trở về nhà đi. Khi nào có dịp hãy đến thăm ta nha. Con hứa sẽ tập luyện chăm chỉ mỗi ngày để không phụ công mẹ dạy dỗ. Quay trở về nhà, cậu bé luôn chăm chỉ tập luyện và dùng khả năng bơi lặn được bà chú bơi truyền dạy để tiếp tục làm nghề sông nước, kiếm sống phụ giúp cha. Hôm nay mình bắt được nhiều cá quá, mình sẽ kiếm thật nhiều tiền đem về cho cha. Lại có hai con trâu trắng đánh nhau ở đây. Chủ của chúng đâu rồi? Chúng đánh nhau hăng quá. Nếu mình không can ngăn, chắc chắn sẽ có con chết. Con bị thương. Tụi mày đừng đánh nhau nữa. Tao sẽ liều chết can tụi mày thôi. Đúng rồi. Tụi mày xuống sông tắm cho hạ quả để khỏi đánh nhau nữa. Tụi nó đi đâu rồi ta? Trâu ơi, tụi mày đâu rồi? Khuya rồi, lạnh lắm. Tao không muốn lặn xuống nước tìm tụi mày đâu. Có chuyện gì lạ kỳ vậy ta? Không lẽ nào đó là hai con trâu thần? Hẳn đây là điềm tốt trời ban cho mình.
Mình phải nhận điềm tốt này như thế nào đây? Ôi, nó sắp biến mất rồi, mình phải giữ nó lại. Nuốt vào trong bụng là chắc ăn nhất, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Sao nay nhìn con lạ kỳ vậy? Con cũng không biết nữa cha ơi. Con thấy như có một nguồn năng lượng dồi dào trong người, tâm trạng rất sảng khoái. Dạo này con có gặp chuyện gì lạ kỳ không? Dạ có. Khuya qua con đã can ngăn hai con trâu trắng đánh nhau bên bờ sông. Chúng nhảy xuống sông biến mất, để lại hai sợi lông rất kỳ lạ, và con đã nuốt hai sợi lông của chúng vào bụng. Chắc là con đã gặp trâu thần trên trời xuống trần dạo chơi rồi. Thật lạ kỳ. Chẳng lẽ những điều kỳ lạ này là do mình nuốt hai cọng lông trâu thần đó sao? Mẹ nhóc dắt trâu đi ăn hả? Dạ, anh lại ra sông bắt cá hả? Anh bơi giỏi như vậy, đừng bắt hết cá của dân làng nha. Anh biết rồi, anh chỉ bắt đủ ăn và nuôi cha thôi. Mẹ nhóc đi thả trâu sớm đi. Trâu của em, sao anh khỏe vậy? Có thể xô ngã trâu bay xa như vậy? Giỏi quá à, giỏi quá. Anh ấy khỏe đến mức hả, chắc bỏng được một con trâu luôn. Mình có sức khỏe phi thường nhờ lông trâu thần rồi. Kể từ ngày biết được mình có sức mạnh phi thường, Yết Kiêu càng chăm chỉ làm việc. Ai có việc gì khó khăn, chàng đều ra tay giúp đỡ. Làm sao đây? Cây đổ chắn hết đường đi rồi. Có dọn kịp không đây? Đây là con đường độc đạo của làng ta đó. Có chuyện gì mà dân làng tụ tập ở đây đông vậy? Trận gió đêm qua lớn quá, quật đổ cây cổ thụ của làng ta rồi. Cây cổ thụ này đã hơn 200 năm tuổi. Khi ta ra đời, nó đã cao lớn và xum xuê rồi. Phải dọn dẹp nhanh nhanh, để dân làng còn có đường đi nữa. Hãy kêu gọi hết trai tráng trong làng ra phát cành cây, đào gốc cây lên. Làng ta sẽ có gỗ để chống lại gian đình làng đã siêu dẻo. Thưa dân làng, tôi xin một mình nhận công việc này. Một mình cậu làm sao? Không thể kịp trong buổi sáng được đâu. Biết đâu lại được. Nghe mọi người nói cậu ấy có sức khỏe phi thường nhờ nuốt lông trâu thần đó. Tôi nói được làm được. Mọi người hãy mang cho tôi mấy con dao lớn và cả mai cuốc ra đây. Chọn thêm vài thanh niên phụ tôi thu dọn cành lá. Tôi sẽ làm xong trong buổi sáng nay. Dân làng tin tưởng lời nói của Hữu Thế, cùng mang các dụng cụ mà chàng yêu cầu ra để chàng làm việc. Chàng cầm dao lớn, phát cành lá như thác củ chuối. Những thanh niên phụ việc chưa kịp dọn hết thì chàng đã một tay cầm mai, một tay cầm cuốc đi đến đào phăng phăng đất ở gốc cây. Tôi đã làm xong việc rồi. Giờ tôi mang thân cây này ra sân đình, mọi người làm phần còn lại nha. Nhờ nút lông trâu thần mà Hữu Thế ở dưới nước ngày càng lâu hơn. Chàng di chuyển dưới nước như đi trên mặt đất. Chàng lặn ngụp dưới nước cả ngày cả đêm không biết mệt. Càng ngày nói bơi càng giỏi. Chắc chắn cậu ấy là con vua thủy tài rồi. Biết đâu cậu ấy lại là thằng cái cá. Cậu ấy có thể ở dưới nước cả ngày cả đêm đó. Tất cả là nhờ mẹ nuôi chỉ dạy mình và hai chiếc lông trâu thần ấy. Năm ấy quân giặc sang cướp nước ta. Chúng cho 100 chiếc tàu lớn tiến vào cửa biển Dây Hãm. Chúng bắt bớ, đốt phá tất cả tàu thuyền chài lưới. Ngư dân lâm vào cảnh khó khăn. Gió ngựa của quân giặc đi đến đâu, chúng cướp của giết người gây tan tóc khắp mọi vùng duyên hải.
Nhà vua tự mình mang quân lính ra đối địch, nhưng bị quân giặc đánh đắm tất cả. Quân lính cũng bị quân giặc đánh giết, gây nhiều thương vong. Nhà vua rất lo lắng cho tình hình đất nước, nên đã sai tướng quân cho người đi tìm nhiều người tài giúp dân giúp nước. Xin hỏi có chuyện gì mà quân lính triều đình lại đi đánh trống rao gọi vậy? Giặc giả hoành hành khắp nơi, nhà vua đang muốn tìm người tài giúp vua đánh giặc giúp dân giúp nước. Hả? Quân giặc đã đến đâu rồi? Quân giặc tràn qua từ biên giới, lại cho thuyền tấn công các cửa biển, đốt phá tàu thuyền, cướp của giết người khắp các vùng duyên hải. Nơi nơi dân chúng đang rất thống khổ. Nhìn cậu rất khỏe mạnh, nếu muốn góp tài góp sức đánh giặc thì hãy đến nơi tuyển quân của tướng quân chúng ta. Muốn bơi lặn giỏi á thì con phải biết yêu mọi dòng sông và cả biển lớn của quê hương đất nước. Con phải coi đó như là người thân, máu thịt của mình. Con phải hiểu rõ chúng thì mới chinh phục được những cơn sóng lớn như dòng nước dữ. Và con phải làm mọi cách để bảo vệ những dòng sông, vùng biển thân yêu của mình. Mình phải dùng khả năng bơi lặn của mình để bảo vệ sông nước quê hương. Sao hôm nay con về sớm vậy? Cha ơi, giặc giả đang hoành hành khắp nơi, nhà vua đang cầu người tài giúp dân giúp nước. Con muốn đi đánh giặc. Nhưng mà nhà mình neo người, mẹ con mất sớm, còn có hai cha con ta. Nếu con đi đánh giặc mà có mệnh hệ gì thì cha biết làm sao đây? Nhưng cha ơi, nước mất thì nhà tan. Cha yên tâm, con hứa sẽ bình an trở về. Cha hiểu. Bao năm qua con chăm chỉ làm việc, có dành dụm được một số tiền để cha dưỡng già. Bây giờ con đi đánh giặc, cha hãy lấy số tiền này trang trải cuộc sống, chờ con trở về. Con đã lo chu đáo cho cha rồi sao? Mình còn bà con láng giềng, con tin rằng mình đi đánh giặc giúp dân giúp nước thì dân làng cũng sẽ giúp con chăm sóc cha những ngày con vắng nhà. Cha hiểu quyết tâm của con, vậy con hãy nhanh chóng lên đường đi. Khi nào đuổi hết quân giặc ra khỏi bờ cõi, con sẽ quay về báo hiếu cha. Sáng sớm hôm sau, Hữu Thế tạm biệt cha, rời làng quê yêu dấu để lên đường đến nơi tuyển quân. Không chỉ có chàng mà có rất nhiều thanh niên trai tráng trong làng cũng một lòng lên đường theo lời kêu gọi của nhà vua. Gì mà đông vui vậy ạ? Họ đang cho thuyền đóng giật để tìm người khỏe mạnh vào đội quân của nhà vua. Hả? Vậy là mình đã đi đến nơi thi tuyển người tài rồi. Đó là ai vậy? Đó là Đô Nhất. Ông ta là cô vật vô trên hòn vùng này đó. Dù người khỏe mạnh nhất ở đây vẫn không đấu thắng được ông ta đâu. Ông ta khỏe quá. Ai muốn đấu với ta? Tôi muốn. Cậu thanh niên này mới đến vùng này hay sao? Cậu ta không biết danh tiếng của Đô Nhất. Nhìn cậu ta không thể đối đầu nổi với Đô Nhất đâu. Người muốn đấu với ta sao? Đúng, tôi muốn đấu với ông. Đô gì? Ta để thằng nhóc này cho ngươi đó. Đâu? Ai muốn đấu với ta? Đây là Đô Nhì,
nó giỏi thứ hai sau ta thôi. Ta cho ngươi thử sức với nó. Nếu ngươi mà thắng được nó, thì ta sẽ đấu với ngươi. Muốn đấu thì nhanh lên sàn. Còn nhiều người muốn thử sức với ta lắm. Cậu thanh niên này cũng khỏe quá. Đồ về chắc chắn phải chịu thua rồi. Tôi xin chịu thua. Ngươi cũng có bản lĩnh đó. Hôm nay chúng ta tìm thêm được một người tài giỏi khỏe mạnh rồi. Ta sẽ thử đấu với ngươi. Đồ nhất thua rồi. Đồ nhất thua rồi. Thật không thể tin được. Cậu ấy khỏe quá, giỏi quá. Không nhận cậu Tông đã chịu thua ta chưa? Ta xin thua. Tử quân thấy ngươi là người có tài, ngài ấy muốn nhận ngươi về làm cùng ngài ấy sát cánh đi đánh giặc. Ngươi có chấp nhận không? Đây là tướng quân của chúng ta. Tướng quân chính là Hưng Đạo Đại Dương Trần Quốc Tuấn, danh tiếng lẫy lừng muôn nơi. Xin chào tướng quân. Thuộc hạ tên Phạm Hữu Thế, muốn được lấy sức mình giúp đất nước chống giặc ngoại xâm. Ta rất thích màn thể hiện của ngươi. Ngoài sức khỏe phi thường, ngươi còn tài nghệ gì nữa không? Thưa tướng quân, thuộc hạ còn biết bơi lặn nữa. Thuộc hạ có thể ở dưới nước cả ngày không biết mệt. Có thể tay không lặn xuống nước bắt cá. Vậy chúng ta hãy ra sông để xem ngươi thể hiện. Tướng quân, có khi nào cậu ta đã chìm xuống sông rồi không? Đưa cho lính lặn xuống dưới tìm cậu ta đi. Cậu ta đã nổi lên rồi. Đúng là tài bơi lặn có một không hai ở danh trại chúng ta. Người khá lắm. Ta quyết định cho người gia nhập đội quân thủy chiến của ta. Người hãy cùng ta huấn luyện các quân lính và chiến đấu thật dũng cảm. Dù có sức khỏe phi thường và tài bơi lặn hiếm có, nhưng chàng vẫn chăm chỉ tập luyện chờ ngày ra trận. Năm ấy thế giặc mạnh nên tướng quân ra lệnh rút quân để bảo toàn lực lượng. Vì an toàn nên toàn bộ gia quyến của tướng quân được lệnh di chuyển đến một nơi khác để trú ngụ, và Hữu Thế là người đảm nhận vai trò hộ tống. Sao gió lại thổi mạnh, nước sông lại cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng gầm gào như vậy nhỉ? Có chuyện gì vậy? Hình như dưới nước có gì đó. Chắc chắn dưới sông có gì đó kỳ lạ rồi. Ta phải đích thân xuống dưới xem sao. Mọi người lo bảo vệ gia quyến tướng quân nghiêm ngặt. Tôi sẽ tự mình xuống sông xem phía dưới có chuyện gì. Ra là có giao long dưới nước nên đám ngựa không dám lên thuyền. Thời gian gấp rút quá rồi, muốn đưa được gia quyến của tướng quân đến nơi an toàn thì mình phải diệt trừ con giao long hung dữ này. Để diệt trừ giao long hung dữ, Thủ Thế lặn hàng giờ dưới nước giao đấu với nó. Mặc cho giao long dữ tợn tấn công nhưng chàng vẫn đương đầu không hề sợ hãi. Sao lâu vậy ta? Không lẽ người đã chìm dưới đáy sông rồi? Không thể nào, cậu ấy bơi lặn rất giỏi mà. Hả? Có máu dưới nước kìa. Có chuyện nguy hiểm rồi. Làm sao bây giờ? Tôi đã diệt được giao long hung dữ dưới sông rồi. Có người diệt được giao long hung ác rồi bà con ơi.
cảm ơn tráng sĩ đã diệt giao long hung dữ cho làng tôi. Đây là con giao long thường xuyên gây sóng gió lớn làm dân làng tôi gặp nguy hiểm. Nó còn bắt cả người trên tàu thuyền xuống nước nữa. Gió yên, sông cũng đã lặn nước rồi. Hãy cho người và ngựa lên thuyền tiếp tục qua sông đi cho kịp. Còn tôi sẽ bơi theo đoàn thuyền để đề phòng bất trắc dưới nước. Cuối cùng thì ngươi cũng trở về rồi. Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ người giao phó. Tốt lắm, giỏi lắm. Bẩm tướng quân, cậu ấy đã rất dũng cảm đánh nhau với giao long, đã chém đầu giao long giúp người dân thoát khỏi giao long hung dữ và giúp gia quyến của ngài sang sông an toàn. Từ nay ta sẽ đặt tên ngươi là Yết Kiêu. Đó là tên của một loại kình ngư khổng lồ ở trên biển. Ngươi rất xứng đáng với cái tên đó. Đây chính là nguồn gốc cái tên của Yết Kiêu. Từ đó mọi người đều gọi tên chàng là Yết Kiêu. Bẩm tướng quân, có tin cấp báo từ biên giới, quân giặc lại cho quân tràn vào nước ta. Tập trung các binh lính chuẩn bị lên đường đánh giặc. Sẽ có một đoàn quân đi theo đường bộ. Còn Yết Kiêu, ngươi sẽ cùng ta đi thuyền dọc đường biển để rút ngắn thời gian đi đường. Bọn giặc vẫn chưa cho thuyền chiến tiến vào vùng này đâu. Thuộc hạ xin theo lệnh tướng quân. Người ở lại canh giữ thuyền, ta sẽ dẫn quân đi đánh giặc. Nếu lâu ngày không thấy tin tức gì của ta, người cứ cho thuyền quay về. Thuộc hạ xin tuân lệnh. Trải qua nhiều ngày đêm chiến đấu, đội quân của tướng quân không thể địch lại thế giặc quá mạnh nên phải ra lệnh rút quân. Phải bắt được tướng quân bọn chúng cho ta. Chúng ta nên rút theo đường núi để bảo đảm an toàn. Bẩm tướng quân, người nên chạy ra cửa sông. Tôi sẽ cho quân lính chạy lên đường núi để đánh lạc hướng giặc. Chúng tôi quyết giữ chân bọn giặc. Ta sợ chạy ra đường ấy sẽ nguy hiểm hơn. Thuyền của Yết Kiêu chưa chắc còn đợi ta ở đó, vì ta đã bặt tin lâu ngày rồi. Bẩm tướng quân, Yết Kiêu chưa thấy tướng quân thì nhất định sẽ không dời thuyền đâu. Chà, chà, ta sẽ đuổi theo hướng này, biết đâu hắn lại nghi binh chạy ra hướng đó. Yết Kiêu vẫn chờ ta. Ta không ngờ ngươi vẫn cho thuyền ở đây đợi ta, dù có thể gặp nguy hiểm. Tướng quân còn gặp nhiều nguy hiểm hơn. Chưa đón được tướng quân, thuộc hạ quyết không dời thuyền. Chim hồng học muốn bay cao phải nhờ ở 6 trụ xương cánh. Nếu không có 6 chiếc trụ cánh đó thì cũng là chim thường mà thôi. Cũng giống như ta có thể làm nên đại sự hay không là nhờ vào những thuộc hạ trung thành như các ngươi đó. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này thật nhanh, vì quân giặc có thể vẫn đang truy đuổi người. Không ngờ hắn ta còn chuẩn bị cái thuyền để tháo chạy. Nhanh, nhanh báo cho đội thuyền chiến bao vây đường biển của bọn chúng cho ta. Quân giặc càng đưa nhiều thuyền chiến đến dây hãm, chờ cơ hội tấn công nước ta. Bọn chúng trốn đâu hết rồi? Chắc là thấy bóng dáng thuyền chiến vĩ đại của ta đã sợ hãi bỏ trốn hết rồi sao? Thế giặc đang mạnh, lực lượng thủy chiến của quân ta chưa nên phản công vào lúc này. Vậy hiện giờ chúng ta phải làm gì thưa tướng quân? Chúng ta nên án binh bất động chờ thời cơ. Ngươi cùng với các quân lính hãy canh giữ cẩn trọng và ra sức tập luyện để sẵn sàng chiến đấu khi thời cơ đến. Bẩm tướng quân, thuộc hạ muốn tự mình do thám xem lực lượng thủy chiến của quân giặc như thế nào để tìm thêm đối sách. Ngươi cứ tiến hành, nhưng phải cố gắng giữ an toàn đó. Thuộc hạ sẽ hết sức cẩn trọng. Khuya hôm đó, Yết Kiêu lén lút lặn xuống nước, nơi tập trung nhiều thuyền chiến của giặc để dò thám.
đáy thuyền của chúng có chỗ rất hiểm yếu. Quân giặc là chủ quan, chỉ để quân lính trên thuyền, không cho quân lính canh gác coi chừng dưới mặt nước. Mình có cách rồi. Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã tìm ra điểm yếu của quân giặc. Đêm nay xin người hãy cho thuộc hạ tấn công bất ngờ bọn chúng. Người muốn làm gì? Ít kêu, anh đi đâu giờ này mà lại cầm dùi cầm búa? Tôi đã tìm ra điểm yếu của quân giặc. Tôi muốn tự mình đi phá hủy thuyền chiến của bọn chúng. Một mình anh sao? Đúng rồi, tướng quân đã cho phép tôi. Chỉ có tôi mới có thể lặn sâu dưới nước lâu mà không bị bọn chúng phát hiện. Tôi đi đây. Sáng mai anh hãy cho quân lính đi nghe ngóng tin tức nhé. Anh hãy cẩn trọng, bọn giặc rất nguy hiểm và hung ác. Cả một đêm, Yết Kiêu đã dùng dùi búa đục thủng gần 20 đáy thuyền chiến của quân giặc. Chàng lấy dẻ nhét vào các lỗ thủng rồi buộc dây nối lại với nhau. Thấy trời sắp sáng, Yết Kiêu liền giật dây cho các nút dẻ ở các lỗ thủng rơi ra, rồi chàng nhanh chóng rời đi. Sáng sớm hôm đó, gần 20 thuyền chiến của quân giặc dần chìm xuống nước. Quân giặc hết sức hoảng loạn, lo ứng cứu những quân lính của chúng rơi xuống biển. Các ngươi nói cho ta xem, tại sao những thuyền chiến tốt nhất của ta lại bị chìm? Dạ không biết. Dạ không biết nữa. Dạ không biết nữa. Mà chìm nhanh lắm. Chắc bọn chúng được một phen mất hồn mất vía. Bẩm tướng quân, rạng sáng nay gần 20 thuyền chiến của giặc đã bị chìm ở cửa biển. Bọn chúng đang rất hoảng loạn. Đó chính là chiến công của Yết Kiêu. Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Người rất mưu trí và dũng cảm. Từ hôm đó, cứ đêm đến là Yết Kiêu lại lén lặn xuống đục thủng thuyền giặc. Mỗi đêm, chàng có thể đục thủng từ 20 đến 30 thuyền chiến lớn nhỏ của giặc. Rạng sáng, Yết Kiêu lại bơi thật nhanh rời đi mà quân giặc không hề hay biết. Các ngươi phải canh gác cẩn thận cho ta. Nếu ngày mai lại có thuyền bị chìm nữa, ta sẽ chém đầu các ngươi. Ta đã quá chủ quan khi không cho quân lính xuống dưới nước canh chừng, để cho đó phương cử người lén làm thủng hàng chục chiếc thuyền của ta. Ta đúng thật là sơ suất. Cử cho ta 10 thủy quân bơi lặn giỏi nhất xuống dưới nước kiểm tra. Ta muốn biết là người hay là quý thần đã phá hoại thuyền chiến của ta. Ở góc phía xa nơi quân giặc tìm kiếm, Yết Kiêu vẫn đang miệt mài đục thủng đáy thuyền chiến quân giặc, không để ý mọi chuyện xung quanh. Sao cái tên đó đi lại dưới nước như là đi trên bộ vậy? Nó giỏi quá, không cần ngồi lên hơi như chúng ta. Nước họ có người tài giỏi đến như vậy sao? Chúng ta rút lui thôi, hắn xuất quỷ nhập thần rồi. Mặt nước mênh mông như thế này, làm sao tìm được hắn? Các ngươi tưởng ngăn cản được ta sao? Tên đó bơi lặn rất giỏi, chính hắn đã đục lũng thuyền của chúng ta. Hắn bơi lặn dưới nước như ở trên cạn vậy, tài chừng rất nhanh nhẹn. Chúng ta không đánh lại hắn. Nước của chúng nó có người giỏi bơi lặn vậy sao? Còn bơi lặn dưới nước như là đi trên đất bằng. Các người có nói quá không vậy? Chúng tôi chỉ nói đúng điều mắt thấy. Chúng tôi ai cũng bị thương, suýt nữa không giữ được tính mạng. Chỉ là một tên tép riêu mà không bắt được, làm sao ta có thể chiếm được cả nước của chúng nó đây?
lại chìm nữa rồi. Thuyền lại chìm nữa rồi. Thuyền của ta. Các ngươi phải nghĩ mọi cách để bắt được tên phá hoại đó cho ta. Ta sẽ cho lũ giặc các ngươi ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm nay ta sẽ đến thăm các ngươi tiếp. Sau này bọn chúng lại yên ắng như vậy nhỉ? Bị mình dọa sợ thật rồi sao? Mặc kệ bọn chúng, mình tiếp tục làm gì thôi. Tướng quân đang bận chống giặc ở biên giới, mình phải lập nhiều công lớn để tướng quân yên lòng. Yết Kiều lại tiếp tục công việc đục thủng thuyền giặc. Khi làm việc dưới nước, chàng chăm chú đến mức không để ý xung quanh. Yết Kiều cố gắng dùng dẫy nhưng không thể thoát được vòng dây lưới sắt của quân giặc. Đây chính là kẻ phá hoại thuyền chiến của chúng ta sao? Chỉ có một tên như ngươi mà phá hoại bao nhiêu chiến thuyền của ta sao? Đúng vậy, chính tay ta làm đắm thuyền của các ngươi. Thả hắn ra khỏi lưới sắt, trói hắn lại cho ta. Bẩm, nó khỏe lắm, tôi sợ nó sẽ trốn thoát. Nó mà nhảy xuống dưới nước thì như cá gặp nước, chúng ta sẽ không bắt kịp đâu. Ngươi giỏi như vậy sao? Ngươi dám dọa sợ những quân lính thủy chiến tinh nhạy của ta sao? Ở nước ta, ta chỉ là người lính bình thường nên mới bị các ngươi bắt được. Nó bơi lặn giỏi như vậy, đánh nhau dưới nước cũng rất khỏe, sao là người bình thường được? Vậy những người giỏi ở nước chúng nó còn đáng sợ như thế nào nữa? Tất cả im lại cho ta. Hắn mới nói có một câu mà các ngươi đã sợ muốn bỏ chạy hết về nước rồi sao? Trong nước ngươi có bao nhiêu người có khả năng bơi lặn giỏi như vậy hả? Những người bơi lặn dở như ta thì cả trăm chiếc tàu của các ngươi cũng không thể chở hết. Vậy còn những người bơi lặn giỏi hơn ngươi? Những người đi lại dưới nước suốt 10 ngày đêm không lên thì có hàng vạn. Bây giờ ở dưới hết lớp này lên lại có lớp kia xuống liên tục. Các ngươi đừng phí công dây bắt một mình ta. Nhà ngươi không muốn chết với lưỡi kiếm của ta rồi làm mồi cho cá dữ ngoài biển đúng không? Làm người ai không ham sống sợ chết. Vậy thì ngươi hãy chỉ đường để bọn ta bắt hết những đứa kia. Ta không những là tha chết cho ngươi mà còn thưởng hậu hĩnh cho ngươi nữa. Ông nói thật sao? Nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi cùng ta chỉ huy đoàn thuyền chiến hùng hậu này. Tội gì ngươi phải là một đứa bình thường tép riêu ở đây với khả năng bơi lặn giỏi như vậy chứ? Chờ đoàn thuyền chiến của ta chiếm được nước ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi khắp các vùng biển lớn để ngươi mở mang tầm mắt. Nhanh lên, ta sẽ cho ngươi lựa chọn đường sống. Ồ, được thôi. Vậy hãy theo ta, hãy mang theo thêm nhiều lưới sắt nữa, ta sẽ chỉ chỗ cho các ngươi. Mang nhiều lưới sắt ra đây cho ta. Nhanh lên, phải bắt hết tụi nó trước khi trời sáng. Ta không muốn có thêm một thuyền chiến nào bị chìm nữa. Tranh thủ lúc bọn giặc đang nháo nhào đi gom những tấm lưới sắt, Yết Kiêu liền lao cả người cùng tấm lưới sắt xuống biển. Hắn nhảy xuống nước rồi, cùng tới đâu, bắn hắn cho ta. Nhảy xuống nước, bắt hắn lại cho ta. Nhanh lên. Cử thêm các thuyền chiến cho ta, lùng bắt bằng được. Các ngươi tìm thật kỹ trên bờ, dưới nước cho ta, để xem hắn trốn dưới nước được bao lâu đây. Dùng giáo thật dài đâm xuống nước, lùng bắt hắn. Chắc chắn là hắn đang trốn dưới nước, trong những bụi cây gần bờ kia. Trời sáng rồi, chúng ta rút quân thôi. Coi chừng lọt vào bẫy của chúng.
Hắn ở dưới nước lâu như vậy chắc là không sống nổi đâu. Dưới nước không thể giết được ta, nhưng ở trên bờ ta lại sắp kiệt sức vì mất máu quá nhiều. Cô là ai? Ta tên là Vân. Ta đang giúp chàng uống nước. Chắc chàng bị khát và kiệt sức vì mất máu. Xin thứ lỗi, ta đã mạo phạm. Chàng đã gặp nguy hiểm gì sao? Ta thấy chân chàng bị thương rất nặng. Nàng đã cứu ta sao? Sáng nay ta đi chợ sớm đổi cá lấy gạo. Trên đường về ta gặp chàng nằm ngất xỉu bên vệ đường. Ta đã tìm cha ta đến cứu chàng. Chàng trai này may mà gặp cha con ta nên mới được cầm máu kịp thời. Giờ chúng ta tính sao với người này đây cha? Nhìn vết thương trên đùi cậu ta, chắc chắn là đã đụng độ với kẻ rất độc ác. Chúng ta giúp người thì phải giúp cho trót. Trước mắt hãy đưa cậu ấy về nhà chúng ta, chờ cậu ấy tỉnh dậy rồi tính tiếp. Ơn cứu mạng của cha con nàng ta quyết không quên. Cha con ta giúp người không cần báo đáp, chỉ cần cậu mau chóng khỏe mạnh là cha con ta vui rồi. Tạ ơn ông đã cứu mạng. Tôi có thể ra bên ngoài xem xét nơi đây là đâu không? Vết thương trên chân chàng mới chỉ đắp thuốc băng bó cầm máu. Chàng đừng cử động mạnh, sẽ lâu lành lắm. Cảm ơn nàng đã lo lắng. Ta thấy khỏe hơn nhiều rồi. Ông làm nghề chèo đò sao? Vợ ta mất sớm, ta ở dậy nuôi con gái. Cha con ta chèo đò đưa người sang sông. Khi rảnh rỗi thì bắt cua, bắt ốc, đánh cá đổi lấy gạo muối sống qua ngày. Mẹ tôi cũng không may mất từ sớm. Cha con tôi cũng ở gần một dòng sông Hiền Hòa. Cha tôi tàn tật nên không đi đánh cá được, chỉ ở nhà đan lưới sống qua ngày. Tôi hàng ngày cũng đi chài lưới bắt cá nuôi cha. Vậy tại sao cậu lại bị thương? Không giấu gì ông, tôi tên là Yết Kiêu. Nhờ tài bơi lặn nên đã được theo tướng quân đánh giặc. Tôi được tướng quân tin tưởng giao nhiệm vụ phá hủy thuyền chiến của giặc. Nhưng không may bị giặc bắt được. Tôi bỏ trốn thì bị giặc lùng sục, đâm bị thương. Bọn giặc thật độc ác. Chúng hết lần này tới lần khác xâm lược nước ta. Dù bị đánh đuổi tan tác, chúng vẫn quay lại đánh tiếp. Ta nghe nói lần này chúng còn cho rất nhiều thuyền chiến bao vây nước ta ở các cửa biển. Hả? Ông cũng biết những chuyện này sao? Tôi đang rất nóng lòng muốn quay về để hỗ trợ tướng quân. Vết thương của cậu chưa có lành. Nếu cậu hoạt động mạnh hoặc xuống nước sớm thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu hãy cố gắng dưỡng thương. Khi cậu khỏe lại, biết đâu ta sẽ có cách giúp cho cậu. Xin hỏi ông là ai? Tôi thấy ông không thể nào là một người lái đò bình thường được. Con mời cha vào ăn cơm. Sao ta có thể nuốt nổi cơm khi cha con nàng phải ăn cháo nhường cơm cho ta? Cậu còn trẻ, lại cần ăn để nhanh lành vết thương, còn quay về giúp tướng quân làm việc lớn. Cha con ta chỉ nhường cơm cho cậu có mấy ngày thôi, cậu đừng có ngại. Yết Kiêu tôi thề với trời đất sẽ không bao giờ quên ơn giúp đỡ của cha con ông. Dưới nước không có bóng dáng kẻ nào đến quấy phá. Mấy hôm nay thuyền của chúng ta không bị đắm nữa. Hắn chỉ là một tên nói láo. Sau khi bị chúng ta dây bắt thì sợ hãi trốn chui trốn nhủi, không dám quay lại nữa rồi. Bẩm, có tin cấp báo, quân ta ở các vùng biên giới đã tràn qua tấn công ở nhiều nơi và đã thắng được nhiều trận. Tuy nhiên cũng bị thiệt hại nhiều binh lính. Vậy thì thủy quân của chúng ta chuẩn bị chiến đấu thôi. Đánh nhanh thắng nhanh, chiếm được đất nước của bọn chúng ta. Nghe lời động viên của cha nàng dân,
Yết Kiêu yên tâm ở lại dưỡng thương, chàng được cha con nàng dân hết mực chăm sóc. Một chú cá to ham ăn đã bắt câu. Chàng câu cá giỏi quá, chắc chắn chúng ta sẽ đổi được nhiều gạo để cho chàng ăn no. Ta muốn cả nhà chúng ta cùng ăn no với nhau. Ta không đành lòng ăn cơm, còn cha con nàng ăn cháo. Thời gian dần trôi, Yết Kiêu và nàng dân cũng thầm cảm mến nhau, nhưng không ai dám thổ lộ. Chàng câu cá giỏi, chài lưới cũng rất giỏi. Ta vốn làm nghề sông nước từ nhỏ, ta còn có tài bơi lặn, tay không xuống nước bắt cá nữa. Trước kia đất nước Thái Bình, ai ai cũng sống cuộc đời an vui, không phải chịu cảnh hiểm nguy, gia đình tan tác. Ta sẽ cố gắng cùng tướng quân đánh đuổi quân giặc ra khỏi bờ cõi. Khi đất nước Thái Bình, ta sẽ quay về đón cha ta và sống cuộc đời chài lưới bình dị như cha con nàng. Ta cũng mong chàng nhanh lập được công lớn, đánh đuổi sạch bóng quân thù. Cha con ta vẫn sẽ ở bến đò này đợi chàng trở về báo tin chiến thắng. Chàng đã ở dưới nước lâu rồi, có khi nào xảy ra chuyện không cha? Ta thấy Yết Kiêu quả thật có tài bơi lặn, con hãy kiên nhẫn và tin tưởng cậu ấy. Vết thương của chàng mới lành, chàng xuống nước đúng là như cá gặp nước. Nhưng mà chàng đã bơi rất xa và lặn dưới nước quá lâu rồi. Cuối cùng thì chàng cũng nổi lên, chàng làm ta lo quá. Hôm nay ta ăn cùng cha con ông bữa cơm chia tay, ta phải quay về để cùng tướng quân tiếp tục đánh giặc. Ta biết cậu rất giỏi bơi lặn, nhưng chỉ dùng sức người để phá hủy thuyền chiến của giặc thì không thể nào địch nổi. Ta biết vậy, nhưng hiện giờ vẫn chưa có kế sách hữu hiệu. Trước đây ta đã nói sẽ giúp cậu, giờ đã tới lúc rồi. Ta đã tò mò về thân thế của ông từ lúc mới gặp mặt. Ta vốn là một tướng nhỏ dưới trướng nhà vua trước đây. Ta đã kinh qua nhiều trận chiến chống giặc ngoại xâm. Khi tuổi già sức yếu, lại có thêm nhiều vết thương trong người, nên ta lui về ở ẩn. Ta đúng là may mắn khi gặp được tiền bối. Ta đã làm nghề lái đò ở đây nhiều năm, tuổi già sức yếu không góp sức được, nhưng ta có một thứ có thể giúp cậu. Con đi lấy món đồ đó ra đây cho cha. Đây là tấm bản đồ do tự tay ta vẽ nên khi đưa đò ở bến sông này. Có chỗ có rất nhiều sắc, có thể giúp ích cho quan quân nghĩ kế đánh giặc đó. Tôi sẽ cầm bản đồ này về bẩm báo với tướng quân ngay. Chàng hãy giữ sức khỏe, ta đợi tin chiến thắng của chàng. Ta sẽ sớm quay lại báo tin chiến thắng cho nàng hay. Tướng quân, Yết Kiêu quay về rồi. Yết Kiêu còn sống. Bẩm tướng quân, Yết Kiêu tài hèn sức mọn, không may rơi vào tay quân giặc rồi bị thương nặng, nhưng được người tốt cứu mạng, nay mới dưỡng thương khỏe mạnh quay về tạ tội với tướng quân. Người khỏe mạnh trở về là ta mừng rồi. Ta không tin là ngươi đã đầu hàng quân giặc như bọn chúng rao khắp nơi. Thuộc hạ đã thề một lòng trung thành với tướng quân, suốt đời đi theo người phục vụ. Ta tin vào lòng trung thành và sự dũng cảm của ngươi. Có một người lính già lui về ở ẩn làm lái đò bên sông đã cho thuộc hạ thứ này. Chúng ta có thể tìm được nhiều kim loại quý để nghĩ kế đánh giặc. Vậy ngươi hãy đưa quân lính đi tìm và mang về đây. Dạo này quân giặc cho thuyền đi gây chiến khắp nơi. Chúng ta đang rất cực khổ đánh đuổi quân giặc trên bộ và cả dưới nước. Trời sắp sáng rồi, chúng ta hãy nhanh chóng quay về. Yết Kiêu, xin chàng hãy chờ ta. Sao nàng lại ra đây? Chàng đừng lên bờ, ở dưới nước sẽ ấm hơn. Ta biết chàng sẽ cùng quân lính đến đây thu thập sắc quý, nên rạng sáng nào ta cũng dậy sớm ra đây chờ chàng.
ta đang định bơi theo thuyền về cùng mọi người. Nàng ra đây chậm chút là chúng ta không thể gặp mặt rồi. Gặp được chàng là ta vui rồi. Ơn trời là chàng vẫn khỏe mạnh. Chàng hãy mau trở về đi, trời sắp sáng rồi. Ta đi đây, nàng nhanh chóng trở về nhà đi, trời lạnh lắm. Đó chính là kẻ đã đục lũng thuyền của chúng ta, hắn giữ cùng sống, nhanh băng hạ hắn đi. Nàng hãy nhanh trở về đi, đừng lo cho ta. Nàng Dân, sao nàng lại trang mũi tên cho ta? Chàng quan trọng với nó nhà hơn ta. Chàng hãy bơi đi đánh lạc quân giặc, đừng để bọn chúng tìm được thuyền chở sắt quý của quân ta. Ta làm sao có thể bỏ nàng ở đây được? Chàng hãy rời đi nhanh lên, nếu không ta chết không thể nhắm mắt. Chàng nhất định sẽ đánh đuổi được quân giặc để đất nước thái bình. Ta quyết sẽ đánh đuổi quân giặc ra khỏi bờ cõi để đền đáp sự hy sinh của nàng. Quân giặc quen đánh nhanh thắng nhanh, nhưng đã bị quân ta kìm chân giằng co khá lâu. Bọn chúng đang thiếu lương thực, đoàn thuyền lương tiếp tế cũng bị ta đánh đấm. Chúng vừa đói vừa mắc nhiều bệnh nên đang mất dần nhuệ khí. Bây giờ là lúc quân ta tấn công. Yết Kiêu, trận thủy chiến lần này ta giao cho ngươi cùng các tướng lĩnh bài binh bố trận. Dạ, thuộc hạ sẽ hành động cẩn trọng theo sắp xếp của tướng quân. Quân giặc đang rất hoang mang vì nhiều thuyền chiến bị đánh chìm nên đang muốn rút lui. Bây giờ chúng ta có thêm sắt quý sẽ có thể làm ra nhiều binh khí. Ngươi hãy nghĩ cách tiêu diệt được thủy quân của chúng, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước. Thuộc hạ xin nghe theo lệnh tướng quân. Theo lệnh tướng quân, Yết Kiêu cùng quân lính ngày đêm lấy sắt rèn thành mũi tên nhọn gắn vào đầu các cọc bằng gỗ liêm tàu. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Hình như đoàn thuyền chiến của các ngươi đã bị thiệt hại khá nhiều rồi. Dựa vào tài bơi lặn của ngươi thì làm được gì? Ngươi hãy nhìn xung quanh đi. Đoàn thuyền thô sơ của ngươi thì làm gì được đoàn thuyền chiến hung mạnh của ta? Hãy giơ tay đầu hàng chịu trói đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ngươi không sợ ta sẽ lừa ngươi nữa sao? Yết Kiêu cố tình đánh chậm để kéo dài thời gian chờ thủy triều xuống. Châu chấu mà đầu thá như trôi, ngươi có giỏi tới mấy thì thủy quân của ngươi cũng không đánh lại chúng ta đâu. Nhanh cho thuyền rút lui, đánh đuổi theo, tiêu diệt sạch bọn chúng, đốt phá hết các chiến thuyền của chúng đi. Nhanh lên, ta phải giết chết hắn ta thì ta mới hả giận. Đoàn thuyền của Yết Kiêu đã thành công lừa được đoàn thuyền chiến của quân giặc vào bãi cắm cọc gỗ nhọn dưới sông. Chúng ta bị chúng lừa rồi, nhanh quay thuyền trở ra. Thuyền sắp chìm rồi, bao cứu ta. Lại lừa tao một lần nữa, ta phải lấy mạng của ngươi. Xin tha cho ta, đừng ném ta xuống nước làm mồi cho cá dữ. Vậy ngươi hãy nhận thua và nói quân lính của ngươi đầu hàng đi. Ta chịu thua, quân ta đầu hàng. We'll be right back.
Ngày xưa ở Dương quốc nọ có một gia đình quý tộc, hai vợ chồng rất yêu thương nhau. Họ có một cô con gái xinh đẹp nên rất yêu quý. Nàng suốt ngày giúp đỡ mọi người và chăm sóc các loài vật, vì vậy quần áo luôn bị giấy bẩn, nên dần dần cái tên Lọ Lem được đặt cho nàng. Mẹ ơi, con hái hoa tặng cho mẹ nè. Xem con gái của mẹ nè, con lúc nào cũng năng động, nên mặt mũi y phục lúc nào cũng lem luốc. Gọi con là Lọ Lem cũng đúng thôi. Nè, lát nữa cha mẹ đi đến lâu đài của bác Tôm để dự tiệc. Con gái có muốn đi chung với cha mẹ không? Đến nhà bác Tôm hả? Nhà bác ấy xa lắm, con không đi đâu. Cha mẹ đi chơi bị sao vậy cha? Mẹ trông rất là mệt. Mẹ con ngã bệnh, không ăn uống gì cả. Nào, hãy cùng cha đưa mẹ vào phòng nằm nghỉ. Thưa tiểu thư, phu nhân. Mẹ của ta có chuyện gì? Phu nhân mệt, tiểu thư vào nhanh lên. Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con. Nàng ơi. Mẹ sẽ không đi đâu. Nàng công chúa của mẹ, đừng sợ. Mẹ sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ cho con. Mẹ nói thiệt không? Ta mong chàng sẽ gặp được một người phụ nữ tốt bụng, thay ta chăm sóc cho chàng. Nàng nói gì vậy? Ta chỉ yêu mình nàng mà thôi. Nhớ lời mẹ, phải sống thật vui vẻ và yêu thương mọi người con nhé. Khi nào nhớ đến mẹ thì hãy ra gốc cây dẻ sau nhà, mẹ sẽ luôn ở đó đợi con. Nàng ơi. Mẹ. Kể từ đó, Lọ Lem mất hẳn tiếng cười. Nàng thường đến mộ mỗi khi nhớ mẹ. Rồi thời gian dần trôi, người cha tìm quên đau buồn bằng những chuyến công du xa nhà. Chào bác Nolan. Chào dì Julie ạ. Ý chà. Con bé ngoan quá. Con lại tới thăm mộ mẹ đó hả? Dạ. À, con mới làm xong mẹ bánh thơm lắm. Hai bác mang về một ít ăn nha. Bánh của Lọ Lem làm á thì không thể từ chối được rồi. Hôm nào có thời gian thì sang nhà ăn bánh cùng dì nha. Dạ, thời gian cũng không còn sớm nữa. Con xin phép đi trước. Hôm nào có thời gian, con lại đến thưởng thức bánh nướng thơm lần của dì Jolie nữa nha. Vậy thì dì phải về làm sẵn thật nhiều bánh, chờ con mới được. Tạm biệt con nha. Con có thời gian thì cũng qua nhà uống trà chiều với bác nha. Dạ, con tạm biệt ạ. Con giúp ta với, chân ta đau quá. Cô ráng chịu một chút, để ta xem vết thương giúp cô. Tôi có làm phiền ngài không? À, không, không có gì là phiền khi giúp đỡ người khác đâu. Cô đừng ngại. Ngài thật là thuốc. Ngài bị rắn cắn rồi, ngài có sao không? Ta nghĩ ta sắp không ổn rồi. Lúc ra khỏi nhà, ta có đem theo một lọ thuốc giải độc rắn. Ngài chờ một chút. Ngài dùng đi, có lẽ sẽ có tác dụng với chất độc trong người ngài. Ơn cứu mạng của cô, ta xin ghi nhớ. Sau lần bị rắn cắn đó, cha của Lọ Lem đã hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ lạ mặt kia và đồng ý cho bà ta cùng hai con riêng của bà ta về sống chung nhà.
đã về rồi. Nơi này sẽ trở thành nhà của nàng và các con. Hãy cùng nhau chung sống thật hòa thuận nha. Dạ, thưa cha. Từ nay, nàng ấy chính là mẹ của con. Còn kia là hai chị. Sau này, con phải nghe lời mẹ và giúp đỡ các chị làm quen với cuộc sống ở nhà mới nha. Dạ, con nhớ rồi thưa cha. Con chào dì ạ. Chào hai chị. Sau này có cần gì á thì dì và hai chị cứ tìm con nha. Ôi, có được cô con gái xinh đẹp lại nít na thùy bị như thế này thì dì phải cẩn thận chăm sóc cho con mới được. À, con đang nướng mẻ bánh mì mới, vừa kịp giờ ăn trưa. Cha, dì, hai chị đợi con một lát, con sẽ dọn ra bàn ăn ngay thôi. Con coi kìa, giờ chúng ta là một gia đình mà. Hãy để cho hai chị giúp con nha. Chị đang rất là hạnh phúc, các em có biết không? Vì sao hả? Bởi vì từ nay chị đã có mẹ và hai chị rồi. Chị sẽ không còn cô đơn trong căn nhà rộng lớn này mỗi khi cha đi vắng nữa. Các em là nghịch ngợm nữa rồi kìa. Có tin họ được không? Có thể là người xấu. Sẽ không đâu. Chị nghĩ họ là những người rất là tốt đó. Hôm qua các chị kế còn giúp chị dọn phòng ăn nữa mà. Dì cũng rất là thân thiện với chị nữa. Nên các em đừng có lo lắng nữa nha. Trời cũng về chiều rồi, các em tranh thủ về tổ đi. Đừng để cho cha mẹ trông. Hôm sau lại đến chơi với chị nữa nha. Mình hứa sẽ đối xử thật tốt với dì và hai chị, để họ sẽ thật hạnh phúc. Mẹ ở trên trời chắc cũng vui lắm, dì đã có dì chăm sóc cho cha. Mùa đông sắp tới rồi, mình sẽ đan cho cha một chiếc khăn len thật là đẹp và ấm áp. Cha, anh, cha tiểu thư ngất xỉu rồi, phu nhân cho gọi cô đó. Bệnh tình của chồng tôi thế nào rồi, thưa thầy? Dì có nhiều tâm sự trong một thời gian dài và cứ đi làm xa liên tục nên thể trạng của ngài ấy đã suy kiệt, cần được chăm sóc để lấy lại sức khỏe. Chẳng phải chúng ta đã có người chăm sóc rồi đấy sao? Lan Y nói cha con sẽ khỏe lại nếu có người túc trực chăm sóc ông ấy. Thật hả dì? Vậy xin dì hãy để con được ở cạnh chăm sóc cho cha. Con thật là một cô bé ngoan ngoãn, hiếu thảo. Dì sẽ để chính tay con chăm sóc cho cha mà. Thế là ngày qua ngày, Lọ Lem luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cha mình. Ông nằm trên giường bệnh vẫn trong trạng thái mơ màng không tỉnh. Trong thời gian đó, dì ghẻ và hai cô chị không hề đến thăm ông một lần. Thật không ngờ, tâm bệnh đã tiến triển khá tốt. Ngày ấy đã thuyên giảm rất nhiều. Tôi sẽ kê thêm đơn thuốc, uống hết đơn này, ngài ấy sẽ tỉnh lại. Cháu cảm ơn ngài rất nhiều. Cháu thật sự rất vui vì cha sắp tỉnh lại rồi. Dì và các chị cũng vui lắm phải không ạ? Đương nhiên rồi, phải vui chứ. Ta sẽ vào bếp nấu những món ngon ăn mừng đây. Lão ta sắp tỉnh rồi, không thể để cho lão biết được người chăm sóc lão chính là con nhỏ đó được. Vậy mình phải làm sao đây hả mẹ? Hay mình dắt nó đi ăn đi mẹ. Ăn thật nhiều đồ ngon rồi nó sẽ quên mất cha nó thôi. Suốt ngày chỉ biết ăn. Mẹ đã có kế hoạch khiến cho lão ta chán ghét con gái của lão rồi. Mẹ sẽ khiến cho nó không có được một phần nào trong căn nhà này. Tất cả tài sản sẽ thuộc về mẹ con ta. Mẹ thật thông minh quá đi. Mẹ rất là mưu kế nha. Con gái ngoan, mấy ngày nay đã cực khổ nhiều rồi. Giờ cha con cũng không còn nguy hiểm nữa. Con cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào cha tỉnh lại á, dì sẽ sai người báo cho con ngay nha.
Không cần đâu ạ. Con vẫn có thể... có thể... Đã mệt đến thế này rồi, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nha, con gái ngoan. Khiên con đi đâu vậy? Bỏ con xuống. Ở tập trước, vì trong lòng vẫn còn thương nhớ người vợ đã mất, cùng với những chuyến đi làm ăn xa nhà, người cha ngã bệnh nằm liệt giường mê man. Lọ Lem ngày đêm chăm sóc cha. Khi ông dần hồi phục, bà dì ghẻ cùng hai con gái âm mưu bắt nhốt Lọ Lem để cướp công. Cha tỉnh rồi. Chàng đã khỏe lại rồi. Để ta đi tìm Lọ Lem về. Chắc con bé lại đi chơi với bạn bè rồi đó. Nó cứ đi suốt, trong khi hai chị nó thì cực khổ bên cạnh chăm sóc chàng ngày đêm. Ta bệnh thế này mà nó chẳng màng tới sao? Nó đi được cứ để nó đi, không cần tìm về nữa. Lần bị bệnh này của chàng kỳ lạ quá, đến lang y cũng không biết nguyên nhân. Nên em đã tìm đến cho chàng một người có thể đoán được vận mệnh. Em nghĩ người này có thể giúp được gia đình mình. Người ấy đang ở đâu? Xin chào ngài. Tôi rất vinh hạnh được diện kiến ngài đây. Chào ông, không biết... Ngài còn một người con gái nữa có đúng không? Hả? Có lẽ người con gái này chính là nguyên nhân dẫn tới bệnh tình của ngài. Ý ông là sao? Cô gái này có mệnh số đen đủi khắc cả mẹ lẫn cha. Những người thân cận bên cạnh nàng ta sẽ vì những nguyên nhân không rõ ràng, sức khỏe dần suy giảm rồi chết đi. Người thân cận là cha mẹ ruột à? Thật là khổ sở. Hẹn chi chị ấy mất sớm đến như vậy. Có phải là do Lọ Lem Vậy có cách nào hóa giải số mệnh của con bé không thưa ông? Chỉ có một cách, là ngài phải cách xa người con gái đó, không được can thiệp vào bất cứ việc gì của nàng ta hết. Rồi từ từ số mệnh đen đuổi của nàng sẽ thôi không đeo bám ngài nữa. Nhưng con bé là con gái của ta mà. Xin chàng hãy quý trọng sức khỏe của mình. Nhà chúng ta còn có một nông trại cách đây không xa. Chàng có thể đến đó tịnh dưỡng ít hôm, đợi sức khỏe hoàn toàn bình phục rồi hãy quay về. Em nghĩ Lọ Lem sẽ hiểu cho nỗi khổ của chàng mà thôi. Dì ơi, các chị ơi, cha ơi, ai đó cứu con với. Ở đây lạnh lắm. Từ nay ở đây sẽ được thay thế bằng loại hoa hồng mà ta yêu thích. Hai đứa vào mang hết quần áo của mẹ con Lọ Lem ra đây. Còn trang sức á thì chuyển vào phòng của mẹ nghe. Dừng tay. Thay đồ nhanh lên, rồi ra làm việc. Nhà này không chứa kẻ lười biếng đâu. Có nghe mẹ tao nói gì không hả? Nhìn mà thấy ghét. Khóc. Có ba bộ quần áo mà như báu vật không bằng. Mày mà làm việc không xong thì tối nay tao kêu mẹ cho mày nhịn đói.
Mẹ, có phải mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, bảo vệ cho con phải không mẹ? Lỗi Lam, mẹ làm cái gì ngoài đó mà còn chưa chịu vào để làm việc hả? Nè, đây sẽ là nơi ở mới của mày. Không có lệnh tao á thì cấm mày không được lên nhà trên, có biết không? Con đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy? Còn cha của con nữa, cha đã tỉnh chưa ạ? Con muốn đi gặp cha. Mẹ đã nói rồi, mày không nghe hả? Cha không thèm quan tâm đến mày nữa đâu. Từ nay, chủ nhân trong căn nhà này chỉ có ba mẹ con tao mà thôi. Kể từ đó, bà dì ghẻ cho gia nhân trong nhà nghỉ hết. Lọ Lem phải làm hết mọi việc từ sáng cho đến tối mịt. Lọ Lem, vào mặc quần áo, bới tóc cho bọn tao, nhanh lên. Dạ, em lên liền, hai chị chờ em một chút. Mày có biết bọn tao chờ mày bao lâu rồi không hả? Không cho mày một bài học thì mày không có xem bọn tao ra cái gì đâu. Không có xem ra gì đâu. Đụng đến nó mất công dơ tay mình. Cha gửi nhiều trang sức và quần áo đẹp cho bọn tao, đâu có như mày phải mặc những bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới. Mày mặc đồ cho tao nhanh lên. Trong thư cha nói là sắp về nhà, bọn tao phải chọn được quần áo đẹp nhất để đón cha về. Nhanh lên. Cháu Hoàng, ngoài trời nắng quá, bà đi đến đây thì đã uống hết nước rồi. Cháu có thể cho bà xin một ít nước có được không? À, sao mày dám để bà già bẩn thỉu đó đứng trước cửa nhà tao? À, tao vừa mất vài món trang sức, mày đã trộm rồi đưa cho bụng ta mang đi, có phải không? Không có, con không quan trọng trang sức của gì mà. Vậy thì cứ ở trong đó mà chết đối với lũ chuột vui hám đi. Không biết cha đã về tới nhà chưa? Liệu cha có biết mình bị gì nhốt ở đây không? Nếu cha không tìm thấy mình thì mình phải làm sao chứ? Xa có mệt không cha? À, có chút mệt, nhưng khi gặp được hai cô con gái đáng yêu của cha thì đã hết mệt từ lâu rồi. Nếu bây giờ mình xuất hiện thì dì sẽ biết mình trốn đi. Không được, mình phải trở về nhà kho trước khi dì phát hiện ra. Sướng quá ha, suốt ngày chỉ nằm thôi sao? Mau ra đi làm việc cho tao. À, mày định đi đâu? Ừ, con định mang bánh lên cho cha. Không ai cần mày đem đi đâu. Ở dưới bếp mà hầu con mèo của tao đây nè. Mày không ngạc nhiên khi cha thấy vắng mày quá lâu mà vẫn không hỏi gì về mày hả? Mày cho con chó con mèo uống sữa chưa? Còn con ngựa nữa, cho nó ăn lúa mạch đi. Xong á thì lấy bắp và ngũ cốc cho những con gà, con vịt, con ngỗng ăn. Đồ lười biếng. Trông nó thật là bẩn thỉu. Nó đâu có biết cha ghét nó như thế nào. Ta đã làm gì nên tội mà cha lại ghét ta chứ? Mang áo váy của tao đi ủi và đem về đây nội trong một giờ cho tao. Đừng có quên không cái váy của tao. Làm không xong thì đừng có mà ăn, tao cho nhịn đói đó.
bẩn đi giặt ngay. Sau đó thì làm sạch tấm thảm đỏ lớn ở phòng khách, chùi rửa các cửa sổ cho bóng loáng và cả những tấm thảm lớn nhỏ khác nữa. Cũng ở xứ sở của Lọ Lem, tại hoàng cung, hoàng hậu của Dương quốc đang lâm bệnh nặng. Thưa hoàng hậu, hôm nay con cắm hoa này có được không ạ? Người định nói gì? Cung nữ vừa báo cho ta biết nàng có hành động lạ. Nàng bị sao vậy? Lính đâu? Mau tìm ngự y về cho ta. Nè, khi cha trở về, các con muốn cha mua quà gì nào? Cha mua cho con những món ăn ngon nhất và quần áo đẹp. Con chỉ cần trang sức đẹp nhất, đắt nhất. Được rồi, cha sẽ mua quà theo ý các con. Xin chào bà bá tước. Tôi đã nhận đủ số vàng bà đưa. Y theo lời bà căn dặn, tôi sẽ mai phục sẵn bên đường, chờ người đàn ông có mũ đỏ đi tới và hạ sát ông ta. Chúng ta cần phải hành động ngay thôi. Nếu để nó gặp mặt trực tiếp cha của nó thì mọi việc sẽ bại lộ. Để ông sống lâu như vậy là quá đủ rồi. Con cũng ghét việc phải đóng kịch hiền ngoan trước mặt ông ấy rồi. Gia tài này sẽ thuộc về ba mẹ con ta. Giải quyết ông ấy xong, mẹ cũng nên giải quyết con Lọ Lem luôn cho rồi. Mày ngu, để nó hầu hạ chúng ta khỏi tốn tiền thuê gia nhân. Mẹ ơi, cha sắp gặp nguy hiểm rồi. Mẹ hãy đưa con đến gặp cha thật nhanh nha. Thế rồi Lọ Lem cố gắng chạy, nàng vấp ngã rồi đứng lên chạy tiếp. Chạy hết cánh rừng là ra đến đường lộ. Tiếng lóc cóc gió ngựa từ đâu đó nghe rõ dần. Sườn đồi như thế này, ta không thể chạy được. Hay là... Nè, dừng lại một chút. Cô gái này có bệnh số đen đuổi khắc cả mẹ lẫn cha. Con đứng lại đi, đừng bước tới nữa, tránh xa cha ra. Có chuyện gì? Con suốt ngày cứ lông bông bên ngoài, lại chạy đến cả đây, không sống đàng hoàng được như hai chị của con sao? Quần áo thì lúc nào cũng dơ bẩn. Nào, muốn gì thì nói đi, tại sao lại không nói? Nhưng con đừng nghĩ đến mua quần áo đẹp. Con không cần quà gì cả, chỉ mong cha mạnh khỏe thôi. Xin cha đừng đội mũ đỏ. Khi cha về, hễ cành cây nào cha thấy trước mắt thì đem về cho con. Chạy đến đây chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi à? Thôi được rồi, ta sẽ đem một cành cây về cho con. Mẹ ơi, hãy cứu giúp cha thoát được tai nạn này. Cô an tâm, tôi sẽ giúp bất kể chuyện gì cô muốn. Nào, hãy ngồi xuống đây, kể cho người bạn này nghe được không? Phụ Dương, hãy đợi thêm. Các ngự y nói bệnh của mẹ cần thêm thời gian. Không, ta phải đi tìm thầy thuốc giỏi trong dân gian. May ra có phương cách. Các người y đã bó tay rồi, ta không thể chờ đợi cầu mai được. Nếu vậy, Phụ Dương hãy cho con theo, cùng đưa mẫu hậu đi chữa bệnh có được không? Con phải ở lại, có trách nhiệm thay ta chăm lo Dương quốc.
Thật không ngờ ba mẹ con họ lại ác độc tới vậy. Thôi được rồi, cô hãy tin người bạn này sẽ giúp được cha của cô. Bây giờ cô về nhà và đừng tỏ ra biết được âm mưu của họ nha. Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã qua nửa tháng. Này Sa Phu, dừng lại đi. Sao phải dừng? Chúng ta cần phải về cho kịp trước khi trời tối. Mỗi khi vợ ta đến đây, nàng ấy thường dừng lại uống nước suối. Ta vẫn nghĩ bóng dáng nàng ấy như còn quanh đây. Cao quá, không lấy được đâu. Thôi bỏ đi. Cũng tại cái cành cây này, con bé Lộ Lem có xin ta một cành cây làm quà cho nó. Để xem cây này là cây gì đây. À, cây dẻ. Quái lạ, mấy cỗ xe đi qua mà không có người đội mũ đỏ. Vậy là sao? Trời sắp tối rồi. Hay ta cố đợi thêm một lát nữa xem sao. Nào, ta đã mua quần áo đẹp và trang sức quý giá cho ba mẹ con đây. Nè phu nhân, bà không nghe ta nói sao? Hãy chia quà cho các con đi. Còn Lọ Lem đâu? Sao ta không thấy nó? Hãy gọi nó đến đây. Các con gọi em nó về đi, nói rằng cha đã về rồi. Con muốn quà là cành cây thì cha cho con đây. Con nhận được cành cây này từ tay cha, con vui lắm. Con cảm ơn cha. Con sẽ trồng nó trên mộ của mẹ. Mẹ ơi, cha thoát nạn rồi. Có phải mẹ đang nghe con nói đúng không? Tôi chỉ giúp được cô một phần thôi, còn con chim kia cũng góp phần giúp cô đây. Cảm ơn bạn cáo, cảm ơn bạn chim đã giúp đỡ cho cha của ta thoát được nạn này. Nước mắt của cô đã cảm động cây dẻ, nên nó mọc cao to và nó sẽ chữa được bệnh cùng các vết thương đó. Thật vậy sao? Cô hãy dùng nó mà giúp người nhé. Có cha nó ở nhà, không thể để cho cha con nó gặp mặt nhau được. Ta phải kêu nó đi xa. Nè, Lọ Lem, ta thấy con bò gầy lắm rồi. Mày đưa con bò đi ăn cỏ ở cánh đồng xa, khi nó căng bụng thì mới đem về nghe không? Dạ, thưa dì. Em ở đây ăn cỏ cho no nha. Chị lên mộ thăm mẹ đây, chiều chị dắt em về. Các em có nghe tiếng của ai khóc không? Đúng rồi, có tiếng khóc. Tiếng đó phát ra từ hướng này nè. Bà bị ngã hả? Bà từ đâu tới đây vậy? Bà yên tâm nha, dạ cũng không cần phải nói đâu, con sẽ băng bó vết thương cho bà. Nước mắt của cô đã cảm động cây dẻ, nên nó mọc cao to và nó sẽ chữa được bệnh cùng các vết thương đó. Em đến mộ mẹ của chị hái mấy lá cây dẻ giúp chị nha. Thuốc của cháu hay quá. Ta hết bị câm rồi. Câm nhưng không có nơi nào trị khỏi. Trên đường về, không may trượt chân té lăn xuống sườn đồi này. Vậy bây giờ ngài ấy đâu rồi? Ngài ấy có biết bà bị tai nạn không? Ta không biết ngài ấy đang ở đâu, nhưng ta tin chắc rằng ngài ấy cũng đang tìm tới đây.
Thôi được rồi, chắc là xe ngựa của chồng bà phải không? Nếu không phải thì chúng ta cũng xin đi nhờ họ một đoạn đường nhé bà. Dạ, con chào ngài. Ngài có thể cho con đi nhờ xe một đoạn đường được không? Nàng, khi còn sống cha cũng yêu thương mẹ như vậy. Đây là chồng của ta. Nàng, nàng nói được rồi ư? Tạ ơn thượng đế. Dạ, thiếp hấp bệnh là nhờ cô bé này. Đã vậy cô ấy còn cõng thiếp đi suốt đoạn đường tìm chàng. Thật không ngờ một cô bé còn ít tuổi mà có tấm lòng tốt đến như vậy. Xin bà đừng nói như vậy nữa ạ. Con cảm thấy rất là ngại ngùng ạ. Thưa ngài, con ngựa nó bị sao vậy? Hình như nó đang đau thì phải. À, nó đang đau đó, vì bị đạp gai nên từ lúc đó đến bây giờ nó không thể chạy được nữa. Chắc cũng vì đau nên hí gian không ngừng. Chính vì vậy ta không thể đi tìm nàng được. Đừng, con không nên đến gần, nó sẽ gây nguy hiểm cho con. Các em bay về hái vài lá cây dễ giúp chị nha. Thiếp té ngã từ sườn đồi xuống, thân thể bị trầy xước hết. Chính nhờ những lá dẻ của cô bé này mà thiếp đã bình phục hết các vết thương. Đồng thời thiếp đã nói được luôn. Nàng nói sao? Nàng bị ngã ư? Ôi nhờ ơn thượng đế. Con tên gì? Nhà con ở đâu? Chị chỉ muốn lấy gai và chăm sóc vết thương cho em thôi. Em đứng yên nha. Phải rồi. Em đứng yên như vậy nha. Để chị xem gai ở đâu. Chân này không có. Để chị xem chân kia nha. Tội nghiệp cho em quá. Cái gai đâm sâu như vậy chắc chắn là em đau lắm. Thôi ngoan nè, đứng yên để chị rút gai ra rồi đắp thuốc vào chân cho em nha. Bà giữ lại mấy chiếc lá này, có thể sẽ sử dụng nó sau này đó. Cảm ơn con. Đây là thuốc quý, ta phải gìn giữ cẩn thận. Trời sắp về chiều rồi, ta phải đưa con bò trở về, nếu không sẽ không yên với gì. Con cần phải về nhà ngay. Hai người về cẩn thận nha. Kìa, ta chưa biết con tên gì mà. Đã đến lúc hoàng tử của chúng ta phải kết hôn và có mái ấm gia đình cho riêng mình. Con nghĩ sao? Phụ vương và mẫu hậu dạy thì con xin tuân theo. Vâng, thưa quốc vương, thiếp đồng ý. Nhưng trước tiên hoàng tử phải gặp được cô gái. Cô bé đó rất tốt, chúng ta phải mang ơn, nhưng không thể ép buộc con theo ý của chúng ta được. Cô gái đó là ai? Tại sao chúng ta phải mang ơn, thưa cha? Cô gái đó đẹp người, đẹp nết. Cô ta đã cứu và chữa bệnh cho mẫu hậu, còn cõng ta đi cả một đoạn đường dài tìm kiếm phù dương của con đó. Ồ, vậy thì tốt quá. Con rất muốn biết nàng và muốn đền ơn. Cha mẹ cũng không biết rõ về cô ấy. Có điều, nhìn y phục cô ấy mặc thì có vẻ là gia đình nghèo khó, không tương xứng với chúng ta. Ta nói vậy không phải là khinh thường cô ấy nghèo, mà quên đi cái ơn cô ấy cứu giúp nàng và con ngựa. Mang ơn thì phải đền ơn, không thể quên được. Nhưng chuyện kết hôn của hoàng tử thì không thể. Chắc nàng cũng biết là theo thông lệ, hoàng tử kén vợ thì phải mời công chúa các nước láng giềng và tiểu thư các gia đình quý tộc. Liệu cô ấy sẽ như thế nào trước họ? Hãy để hoàng tử tự lựa chọn. Hoàng hậu hiểu ý của ta không? Thiếp hiểu, nhưng thiếp vẫn muốn hoàng tử của chúng ta cưới cô bé đó. Thiếp cảm mến cô ấy rất nhiều. Cô ấy sẽ là hoàng hậu có đức hạnh trong tương lai. Chúng ta sẽ không còn lo lắng gì nữa. Hay là như vậy, phụ vương và mẫu hậu cho con biết tên cô ấy và nơi cô ấy ở, để con tìm đến xem mặt cô ấy trước. Không biết. Con có quyền chọn mà đánh nhau. Lợi Lam,
Mày lên đây ủi quần áo cho tao. Mày lên đây chải tóc cho tao. Mày đánh giày cho tao. Mày lau rửa ngọc trai cho tao. Thưa dì, con cũng có thể được đi phải không dì? Theo lời của hoàng gia, mọi thiếu nữ đều được mời. Mời là mời tụi tao. Mày đi vũ hội mang theo cái chổi phải không? Và mang theo cái tập về nữa chứ. Mày vẫn có thể đi nếu làm xong hết mọi việc mà ta giao. Mà mày làm gì có quần áo đẹp, trang sức đẹp để đi chứ? Đến đó làm trò cười cho người ta hả? Dạ, con có quần áo đẹp thưa dì. Quần áo nào đối với mày là đẹp? Mà mày nên nhớ rằng hoàng tử chọn vợ chứ không phải chọn người hầu. Nghe rõ không? Xuống nhà lo làm việc đi. Cũng đẹp đấy chứ. Nhưng mày đi như vậy nào được nếu bộ đồ này không có. Chị trả lại cho em. Để xem mày đi bằng cách nào. Mày không có quyền tranh giành hoàng tử với chị em tao đâu. Chị ác quá. Chị ơi cứu em. Ủa, mày không biết bơi thật hả? Vậy thì tự cố gắng lo thân đi. Tao về chuẩn bị đi kêu vũ với hoàng tử. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Cảm ơn bạn Cao. Cảm ơn gì chứ? Bạn bè là phải giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Ta thật không ngờ cô gái đó thật là ác độc mà. Mẹ ta dạy, khi ai giúp mình thì phải cảm ơn mà. Thì cảm ơn. Di vật cuối cùng của mẹ cũng mất rồi. Ta không còn quần áo nào mới để đi dự dạ vũ nữa. Ta không biết phải làm cách nào để giúp cô được. Mẹ, thấy con mặc váy đỏ có đẹp không? Mẹ nhìn xem chiếc váy màu vàng này giống của công chúa không? Cái nào cũng được hết á. Các con của mẹ mặc gì cũng đẹp. Lọ lem lên đây bới tóc cho tao. Mày ủi cho tao chiếc váy này. Mày biết bơi mà còn giả vờ kêu cứu hả? Hay tìm cớ lười biếng khỏi làm việc? Giờ để mới mò về tới nhà. Mày muốn tao không được đẹp trước mặt hoàng tử hay sao? Mà bới tóc kiểu vậy. Mày ủi chỗ này còn nhăn. Ủa mày muốn cho người ta cười tao hả? Con kia, còn chút xíu chuyện mà làm cũng không xong. Xuống dưới kia làm việc đi. Mẫu hậu ơi, liệu nàng ấy có tới lễ hội không? Mẫu hậu cũng không chắc, bởi vì cô ấy rất nghèo. E rằng không có y phục đẹp để đến dự. Mà nếu như cô ấy có đến đây, con có sẵn lòng vì ta mà tiếp chuyện với cô ấy không? Ừ, một cô gái tốt, có đức hạnh như vậy, thì con sẽ tiếp đãi như các cô gái quý tộc. Con không phân biệt giàu nghèo đâu mẫu hậu, người cứ tin ở con. Nè, mày hãy lựa đồ nành ra cho tao. Khi mẹ con tao về đến nhà thì mày phải lựa ra cho xong đó. Mày khá lắm. Nhưng hãy đợi đấy. Thank you.
giờ thì lựa riêng ra hai thứ đậu cho tao. Khi tao về là phải xong đó. Vậy là hết rồi. Mình hết cách rồi. Mình phải bỏ cuộc thôi. Chúng tôi sẽ giúp cô. Mẹ ơi, con rất buồn. Con muốn đi đến vũ hội nhưng con bỏ cuộc rồi. Mẹ có nghe con nói không? Đừng nói vậy. Ra nước mắt đi con. Con sẽ đi dạo vũ. Đừng khóc lóc như vậy chứ. Bà là ai? Khi mẹ con sinh con ra, ta chính là mẹ đỡ đầu của con. Làm sao con đi vũ hội với bộ y phục lem luốc như vậy, thưa bà? Y phục này có gì là không đẹp. Nó đẹp từ chính tâm hồn, từ tấm lòng nhân ái của con đó. Sau này cũng chính bộ y phục con đang mặc sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Thiệt vậy hả bà? Nó đem lại hạnh phúc cho con hả? Thời gian gấp lắm rồi. Con hãy gọi những người bạn con quen biết đến đây. Con chỉ có bạn cáo, bạn chim và bạn chuột thôi à. Cáo ơi, chim ơi, các bạn chuột ơi, hãy đến đây nha. Có bạn chuột tới đây. Chít 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 chít. Chúng tôi lựa đậu cho cô đã xong rồi đó. Cảm ơn bạn chuột nha. Bạn cáo của cô cũng đến rồi đây. Biết chị gọi là có chuyện nên em đến ngay mà. Nè cô bạn thân xinh đẹp, ta có thể giúp được gì cho cô đây? Các con hãy giúp bạn lọ lem nha. Con là người đánh xe đưa lọ lem đến vũ hội. Đi nhanh hay chậm là do con đó nha. Và nhớ là phải về trước 12 giờ. Nếu không thì các con sẽ trở về nguyên trạng cũ. Nhớ đó. Sao không có cô gái nào mặc y phục bình thường vậy? Mời hoàng tử khiêu vũ cùng thiếp có được không? Quỷ là ai vậy? Nhìn kìa, quỷ quá xinh đẹp. Quỷ là ngọc rút của vương quốc nào vậy? Nhìn khuôn mặt và dáng đi của nàng kìa, mới xinh đẹp làm sao? Nàng ấy thật là đẹp. Không chỉ đẹp ở trang phục mà ở nàng còn toát lên sự trong sáng thánh thiện. Hoàng tử ơi, chàng hãy khiêu vũ cùng ta đi. Công chúa phải không mẹ? Ôi, cô ta đang lấn lướt con. Mẹ làm gì đi chứ? Ngươi đến đây. Ta sai ngươi làm việc này. Người đi đến chỗ vắng làm như thế này. Ta tổ chức bữa tiệc khiêu vũ là để mừng hoàng hậu. Sau một năm nay, hoàng hậu không nói, không cười. Bây giờ nàng đã hết căn bệnh lạ, cùng với việc tuyển chọn vợ cho hoàng tử. Nào con trai, con đã vừa ý công chúa hay tiểu thư nào chưa? Nhà vua, chính là ông chúa có con ngựa đạp gai nhọn đấy mà. Còn hoàng hậu chính là người phụ nữ xinh đẹp không nói được đấy sao? Nhưng ta không thể ở đây lâu được, phải về ngay thôi. Thưa phụ vương và mẫu hậu, con đã chọn được một cô gái, nhưng không biết nàng là con của gia đình nào. Nhưng mới vừa gặp nàng, con đã nhận ra dù nàng là người kiêu sa quý tộc hay chỉ là một người bình thường thì ở nàng luôn có sự dịu dàng và trong sáng.
bắt được cô gái đó không? Dạ, dạ thưa phu nhân, tôi đang dừng cung định bắn con ngựa, nhưng không biết con gì nó nhảy sổ vào tôi, nên không bắt được cô gái đó. Đồ vô tích sự à! Con cảm ơn bà tiên đã thương và giúp đỡ con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn chim, bạn chuột và bạn cáo nữa. Cả hai đã giúp ta rất là nhiều việc đó. Chúng em và chị là bạn tốt với nhau mà. Mùa gì ghẻ sắp về rồi. Lội lên, mau về nhà ngay thôi. Mình phải làm gì đó cho mẹ kế không nghi ngờ. Mày vào nhà bếp xem con lọ lem có trong đó không. Mẹ xem đó, chị ấy không đi mà lại sai con. Con có phải là người hầu của chị ấy đâu chứ. Chị mệt rồi. Có phải một mình chị mệt đâu, ai cũng mệt cả. Thôi, hai con mệt thì ngủ. Để mẹ đi xem lọ lem được chưa. Chị phải nhắm mắt giả vờ ngủ đi chứ. Lọ lem, mày đâu rồi? Thưa dì, chị mới về ạ. Mày vừa mới đi đâu phải không? Dạ không có. Từ tối con đã phải ngồi lựa đậu. Vừa mới xong là con đi ngủ. Chứ có đi đâu được đâu ạ. Ngày mai dậy sớm lo trang điểm cho hai chị đó. Dạ, thưa dì. Suốt buổi tối, ta thấy con chỉ khiêu vũ với một cô gái. Ta không nhìn rõ mặt, chỉ muốn biết là con yêu thích cô gái đó, có phải không? Con thì lúc đầu chỉ muốn tìm cô gái mà Mẫu Hậu yêu quý thôi. Không phải chỉ một mình Mẫu Hậu con yêu quý cô gái đó, mà chính ta cũng cảm mến cô ấy. Dạ phải, nhưng cô ấy không có đến lễ hội. Con đã gặp một cô gái tuyệt đẹp, thuần khiết, nhưng chưa kịp hỏi nàng tên gì, từ đâu tới, thì nàng đã biến mất rồi. Chắc có lẽ con bé không có y phục sang trọng nên chẳng dám đến đây. Ta sẽ đi tìm con. Thì ra họ là quốc vương và hoàng hậu, là cha mẹ của hoàng tử. Không biết hôm trước ta có làm điều gì phiền lòng hai vị đó hay không. Hồi thật bất ngờ. Nếu họ biết cô gái xinh đẹp hôm nay chính là ta thì họ có chấp nhận không? Làm sao ta gặp được họ trong lớp áo này. Hoàng tử mà biết được sự thật, liệu chàng có yêu ta không? Chít chít. Có yêu mà. Người ta yêu là vì tâm hồn trong sáng của cô, chứ nào phải yêu vẻ bên ngoài của cô đâu chứ. Thôi ngủ đi mà. Nghĩ tới việc mụ gì ghẻ cho người hại cô là tôi bực tức lắm rồi đây. Tôi sẽ đi cắn hết quần áo của họ, để ngày mai họ khỏi đi vũ hội nữa. Nè, đừng làm vậy mà bạn chuột. Mình phải lấy lòng nhân hậu để đối xử với họ, chứ không thể giận rồi trả thù thì bao giờ mới chấm dứt được. Cô thật là tốt. Tôi sẽ nghe lời cô. Giờ tôi đi kiếm ăn đây. Vợ yêu, quá lâu rồi ta không đến thăm nàng. Ta xin lỗi vì đã sống xa con gái của chúng ta. Bây giờ chàng mới tới, chàng mau về nhà để chăm sóc con gái. Con bé đang bị người ngoài ức hiếp. Nhà của chúng ta giờ thành nhà của người đàn bà ích kỷ kia. Sao nàng vừa mới xuất hiện lại đi mất? Nàng giận ta sao? Ta xin lỗi vì đã mê tín rằng con mang lại niềm xui cho chúng ta mà bỏ bê con nữa. Dù có thế nào, Lọ Lem cũng là con gái duy nhất của chúng ta. Tại sao nó lại gọi Lọ Lem bằng cái giọng lạ vậy? Con bé đâu phải là người hầu của nó. Lọ Lem, mày chết ở đâu rồi? Lên đây chạy tóc cho tao. Mẹ ơi, xe
thêm nó ủi ẩu đồ đi dự tiệc của con nè. Con ngồi xuống và tự ủi đồ cho mình, không có quyền làm phiền tới người khác. Cái con lọ lem chết tiệt, mẹ trừng phạt nó cho con. Kêu nó nãy giờ mà nó vẫn không đến chải tóc cho con. Tại sao lại nguyền rủa em nó như vậy? Mẹ con bà đi mà tự giúp đỡ lẫn nhau, tôi thật không ngờ. Bà dạy con cũng khá lắm đó. Quốc Dương cho xe ngựa đến mời ngài đêm nay đi dự lễ hội của hoàng tử. Cha của mày đi rồi thì mày cũng vẫn phải làm việc. Lừa ra hết cho tao. Hãy an tâm cô bé và đừng khóc nữa. Chúng tôi sẽ đến giúp cô. Họ đi hết rồi. Đêm nay ta không thể đi được nữa. Tại sao con không thể đi được chứ? Nào, hãy chuẩn bị và gọi các bạn của con đến đây. Bạn cáo, bạn chim, bạn chuột, hãy đến đây giúp ta. Lọ lem có đến hoàng cung kịp hay không là nhờ con đó. Con hãy cố gắng bảo vệ cô ấy nha. Dạ, con xin vâng lời. Hôm nay con sẽ mặc chiếc váy màu trắng và ta tặng con đôi giày pha lê tuyệt đẹp. Đôi giày này sẽ không biến mất đâu nha. Này, giờ hãy lên xe đi và nhớ là phải về trước 12 giờ đó con. Dạ, con cảm ơn. Bấy lâu nay vì nghe lời bà ấy nên ta tin là con bé lọ lem nó xung khắc với mình. Thật không ngờ ta bỏ quên con bé quá lâu rồi, lại không cho nó một bộ váy nào đẹp. Ta quả là đáng trách mà. Đêm nay nàng ấy có đến không? Ta chỉ muốn chờ đợi mỗi một mình nàng thôi. Ta đã yêu nàng mất rồi. Hãy mở rộng tất cả các cửa, không được đóng, có nghe không? Đêm nay á, các con hãy cố giành tình yêu của hoàng tử. Ta sẽ đuổi lão ấy ra khỏi nhà. Thiếp mời hoàng tử khiêu vũ với thiếp. Vũ điệu đầu tiên. Em mời hoàng tử khiêu vũ với em, có được không? À không không, ta đang bận, mong các nàng thông cảm. Cô bé đó vẫn không đến, làm sao ta gặp được con đây? Thưa phụ vương và mẫu hậu, con đã chọn được nàng ấy đây. Dạ, con chào quốc vương và hoàng hậu. Tiếng nói này, khuôn mặt này, sao ta thấy quen quá. Nàng nói đúng, ta cũng thấy rất quen. Ngài cũng cảm thấy như vậy sao? Đúng, ta cũng thấy cô bé này trông rất quen, nhưng không thể nào là cô bé đó. Tôi hỏi ý kiến của cha nữa mà, chưa được đâu. Nàng không yêu ta sao? Thưa phụ vương và mẫu hậu, xin cho con được cưới nàng ấy làm vợ. Sao cô ấy vẫn chưa rời khỏi hoàng cung? Sắp nửa đêm rồi. Chúng ta
mà trở lại hình dáng cũ thì làm sao đưa được cô ấy đi về? Tôi cũng lo lắng lắm. Thôi bỏ đi, bà Tiên sẽ cho cô đôi giày khác. Các bạn chuột, hãy chạy thật nhanh nha. Chủ nhân của đôi giày này sẽ là người ta cưới làm vợ. Chi chi, cô hãy bôi tro vào tóc để không bị phát hiện. Em nhắc chị mới nhớ. Cảm ơn bà Tiên, cảm ơn Cáo, Chim và các bạn chuột nữa nha. Nhờ các bạn mà chị có hai đêm vũ hội thật tuyệt vời. Hoàng tử nói... Hoàng tử nói sao? Nói như thế nào? Họ sẽ khổ lắm chà. Con thật là hiền lành và nhân hậu. Nào, bây giờ hãy lên phòng của con ngủ đi. Không ngủ ở đây nữa, ngày mai cha sẽ đưa con đi mua quần áo và trang sức. Thưa hoàng tử, mời ngài ra dùng điểm tâm với quốc vương và hoàng hậu. Ta không muốn ăn. Sao con lại ủ rũ thế kia chứ? Phấn khởi lên. Nào, theo ta ăn một chút điểm tâm, ta sẽ bày cách cho con tìm được cô gái đó. Nghe đây, nghe đây. Cô quốc vương sẽ hỏi cưới cho hoàng tử cô gái đã đánh rơi chiếc giày pha lê tại buổi khiêu vũ đêm qua. Hãy đến thử giày. Ai mang vừa thì được làm vợ hoàng tử. Trời ơi, một đôi giày pha lê kìa. Trời ơi, ai sẽ mang vừa chiếc giày này ta? Không biết nữa. Thưa quốc vương, lệnh của ngài vừa ban ra thì nhiều cô gái đến thử giày, nhưng không có ai đi vừa chiếc giày đó cả. Giống như chuyện gì? Thôi, ta cùng với nàng đến đó ngay. Thưa hoàng tử, theo thần thấy thì không thể có cô gái nào ở xa hơn kinh thành đâu. Còn ta thì nghĩ khác. Cô gái ấy đi bằng một cỗ xe ngựa thì chắc chắn là phải xa kinh thành hơn đó. Chúng ta tiếp tục lên đường ngay thôi. Chỗ này, đúng là chỗ này. Thiếp gặp cô bé đó. Không, không phải chỗ này. Thiếp té ngã rồi lăn từ sườn đồi xuống. Sau đó thiếp cố gắng đến tại chỗ này. Lúc đó chắc nàng đau đớn và sợ hãi lắm. Ta lúc đó cũng rất lo lắng, muốn đi tìm nàng ngay. Nhưng con người nó bị thương, nó đứng yên và không chịu đi nữa. Cô bé còn cõng thiếp đi tìm ngài. Một cô bé đáng thương, đáng mến. Sao hoàng tử lại đến đây? Ngài có việc gì không? Nghe nói ngài bán tước của các cô con gái, vậy thì ngài hãy mời các cô ấy ra đây thử chiếc giày này. Ngài có thấy cô con gái nào của ngài mang vừa chiếc giày này không? Đã lâu lắm rồi mình không mua sắm gì cho Lọ Lem cả. Hai đứa kia cũng không mang đôi giày này. Vậy thì chắc chắn là không phải của tụi nó. Không, thưa hoàng tử, các cô con gái của tôi không có đôi giày nào như thế này cả. Thưa hoàng tử, xin ngài hãy nán lại một chút, tôi sẽ gọi các con của tôi ra thử giày. Trời sắp tối rồi, nàng đừng làm phiền hoàng tử. Hãy để ngài ấy quay về, ta chắc chắn là không phải của tụi nó mà. À, không sao thưa ngài bá tước, hãy để các cô ấy thử giày đi. Nhưng bây giờ chúng ta tìm cô bé ấy ở đâu chứ? Cũng tầm giờ này, ta gặp và nhờ lá thuốc của cô ấy mà ta đã hết căn bệnh lạ. Nếu ta và cô ấy có duyên thì xin cho ta được gặp cô ấy. Hôm ấy có vài con chim. Nếu chim hiểu được tiếng nói của ta thì làm ơn giúp ta đưa cô bé đó đến đây, hay chỉ dẫn ta đến gặp cô bé đó cũng được. Vậy là nó hiểu ý của thiếp rồi. Chúng ta mau lên xe ngựa đi theo nó đi. Mẹ cậu đứng đó nữa,
không chịu vào thắt no cho con. Ra đó chỉ có thử giày thôi mà đứa thì bới tóc, đứa thì chải đầu, lại còn thắt no nữa chứ. Tụi bay quá chậm thì hoàng tử không chờ đâu đó. Con kia, xong chưa? Con định đi đâu vậy hả con? Ờ, mà cái váy này ở đâu mà đẹp vậy? Dạ thưa dì, sáng nay cha mới mua cho con đó ạ. Ồ, vậy hả? Mà bây giờ con định đi đâu vậy? Dạ, con định xuống thử giày của hoàng tử. Con vào đây, nhờ con xem cái áo của chị có phải bị rách không. Dạ. Mở cửa cho con đi dì. Dì ơi. Hai cô gái này chắc chắn không phải rồi. Chắc là phải trở về hoàng cung. Mai ta lại đi tiếp. Giày đâu? Cho các con của tôi thử đi chứ. Ê, không phải giày của chúng nó thì thử có ích gì đâu. Không, các con gái chưa lập gia đình thì mới có quyền thử. Còn bà thì... Chào ngài bá tước, chúng tôi quay về hoàng cung. Thưa hoàng tử, tôi còn... Tại sao phụ vương và mẫu hậu lại đến đây? Hoàng tử cũng đến đây thử dài à? Sao rồi? Có thấy cô gái mà con thích không? Như ta và mẫu hậu đã nói với con hôm trước, có thể cô gái ấy đã giúp và chữa bệnh cho mẫu hậu con đang ở đây. Đang ở đây sao? Sao phụ vương lại biết? Chính nhờ con chim này. Ai ở đây mà trị bệnh cho hoàng hậu cơ chứ? Không lẽ là Lọ Lem? Nhưng con gái của tôi có phải là Lan Y đâu. Dạ, xin chào quốc vương và hoàng hậu. Ngài có nhầm không? Các con gái của tôi không có tài chữa trị bệnh cho ai cả. Đúng rồi, không phải là hai cô gái này. Ngài bá tước, ngài còn cô con gái nào nữa không? Không lẽ con chim lại dẫn đường sai sao? Dạ thưa dân, tôi còn một cô con gái nữa. Nhưng không biết vì sao từ nãy giờ nó không ra đây để thử giày. Ngày mau kêu cô gái đó ra đây. Vâng, thưa hoàng hậu. Lọ Lem, Lọ Lem à, con đâu rồi? Con đang ở đâu? Con đây thưa cha, con đang ở trong phòng của chị lớn. Kìa, Lọ Lem, con làm gì ở trong đó? Tại sao không ra ngoài? Nè, Lọ Lem, có phải ba mẹ con họ nhốt con trong đó không? Dạ phải, thưa cha. Lọ Lem, tội nghiệp dạ. Con gái của ta phải chịu nhiều ám ức. Ta thật xấu hổ mà. Con không sao, cha đừng tự trách mình nữa. Có phải con chữa bệnh cho hoàng hậu không? Cành cây dễ mà cha mang về, con trồng trước mộ của mẹ. Không ngờ nó là cây thuốc thần, có thể chữa được các vết thương và bệnh tật đó cha. Đúng là cô bé này rồi. Quốc vương, ngài đến đây mà xem nè. Dạ, con chào quốc vương. Ngài có khỏe không ạ? À? Nàng trông rất quen. Nàng có phải là... Ồ, chính là con đây mà. Cô bé này là con của ngài bá tước đây sao? Nhưng tại sao lúc trước lại phải ăn mặc rách rưới?
Dạ, tại vì ta là người đỡ đầu của Lọ Lem. Nay ta sẽ trao lại hình ảnh đẹp nhất của con cho con nhé. Đây là chiếc giày của nàng. Ta thật sự hạnh phúc khi tìm được nàng tại đây. Ôi, thật không ngờ. Ba mẹ con người phụ nữ đó đã chiếm công và mê hoặc ngài. Trong lúc ngài bệnh nặng, chính Lọ Lem đã chăm sóc ngài đó. Nhanh tay lên các con, lấy hết các vật quý giá. Ta không có chịu thua đâu. Phải tìm chị gái của ta để trả thù. Ngày xưa, ở xứ Giao Châu, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú tên là Mai Yến. Chàng thông minh khéo léo, đặc biệt gieo trồng là cây tươi tốt, đơm hoa kết trái. Chàng hiếu thảo với mẹ già và được lòng các em nhỏ. Năm nay, Mai Yến lại trúng mùa rồi. Bác quá khen rồi. Mai Yến quả là mát tay, trồng cây gì á sai quả cây ấy. Dạ thưa bệ hạ, trời nắng quá, chúng ta nghỉ một lát được không ạ? Chúng ta sắp đến nơi chưa? Tâu bệ hạ, sắp đến làng Hoa rồi. Tối nay nghỉ ở đó một đêm, ngày mai xem hỏi làng ạ. Dạ thưa bệ hạ, sao người không cho tùy tùng theo hầu hạ, mà di hành như thế này, lỡ gặp chuyện gì? Bệ hạ ơi, cô gia. Cứu ta với! Có ai làm sao không? Trời ơi, con ngựa từ đâu phóng ra làm tôi trở tay không kịp. Ông ấy bất tỉnh rồi, chắc bị hoảng loạn quá. Để tôi đưa ông ấy về nhà chữa trị. Ta đang ở đâu? Ông đã tỉnh lại rồi. Ông đang ở nhà mẹ con cháu. Anh đã cứu ta. Dạ, cháu không dám. Cảm tạ chàng trai trẻ nghĩa khí đã cứu giúp người xa lạ. Ta có thể làm gì để đền ơn cậu đây? Ông đừng khách khí. Cháu làm việc tốt, đâu phải để báo ơn. Ông đừng nghĩ nhiều. Nhà có một ít cháu, ông dùng tạm cho lại sức. Còn tôi nói phải đó. Xin mời ông ăn chút cháo cho ấm. Hình như ông không phải là người ở đây. Đúng vậy, ta ở Kinh Thành, đến xem hội ở làng này. Vậy ngày mai để cháu đưa ông đến tham dự lễ hội. Còn giờ mời ông ăn ít trái cây nhà trồng. Những loại quả này thật to, ta đã từng ăn qua, nhưng không ở đâu lại ngon như thế này. Cậu nói là cậu tự trồng những thứ này sao? Đúng vậy, không giấu gì ông, nhà tôi chẳng may mất sớm. Một mình con tôi phải xoay sở đồng án, trồng trọt thêm trái cây. Được cái là nó siêng năng nên trời thương cho cây trái được mùa lắm. Tối còn tranh thủ dạy cho mấy đứa nhỏ trong làng nữa. Cậu quá là người con có tài và có hiếu, còn có lòng thương người nữa. Ông quá khen rồi. Cháu thích trồng trọt và tìm tòi cái mới. Thần mỏi chân quá rồi, không tìm được bệ hạ, chắc thần chết mất. Ôi, tự nhiên cái đói bụng ngang vậy. Thôi, cứ tìm gì ăn trước đã rồi tính. Vì ai mà thần khổ như thế này. Trèo lên lên, trèo lên lên cây bưởi hải hoa. Cha nuôi, mẹ và nàng ngồi đây cổ vũ cho con thi nấu cơm chạy nha. Đi đi con.
Con là cô gái mà Mai Yến muốn cưới làm vợ à? Quả là một cô gái đoan trang. Ta đã hiểu vì sao Mai Yến luôn một lòng chung thủy với con. Có ở đây không? Bệ hạ, bệ hạ yêu quý ơi, thần đây, người có làm sao không vậy? Bệ hạ dạng tôi, cha là người là đúng vậy, ta là Hùng Dương. Mai Yến hôm qua đã cứu ta khi gặp nạn, dù không quen biết. Qua tiếp xúc, ta mến tài đức của Mai Yến, nên đã bái tế trời đất nhận làm con nuôi. Nhưng thưa bệ hạ, giúp người không phải để người trọng ơn, xin bệ hạ đừng câu nệ. Con hãy quỳ xuống để ta truyền chỉ. Mai Yến, từ nay con sẽ là hoàng tử Mai An Tiêm, con trai nuôi của ta. Thời gian qua nhanh, Mai An Tiêm đã ở kinh thành được 3 năm. Từ ngày có An Tiêm lo mãn nông nghiệp, dân chúng giỏi cày cấy, lúa tươi tốt, bội thu, dân no ấm. An Tiêm, con làm việc rất tốt, nhưng sao trong con có vẻ không vui? Dạ thưa bệ hạ, được người ban ơn, con làm quan phụng sự đất nước. Con chỉ nhớ quê nhà và mẹ già đang phải nhờ nàng ba chăm sóc. Ta biết con vốn là người trọng nghĩa, vậy ta cho con về thăm mẹ và nàng ba ít ngày, rồi đưa họ đến kinh thành để ta định hôn lễ cho. Đội ơn bệ hạ, đội ơn bệ hạ. Tâu bệ hạ, hoàng tử An Tiêm được bệ hạ chú ý tới đã là vinh dự mà sao lòng còn dương vấn quê nhà như vậy? Phải chăng là cố ý hai lòng, không hoàn toàn phụng sự người? Ta hiểu An Tiêm, hắn là người chung thủy, một lòng với nàng ba. Thậm chí, hắn còn từ chối hôn sự với công chúa con ta. Dạ bẩm, hắn dám chê công chúa hay sao? Thật đáng tội khi quân, phải bắt hắn chịu tội. Người nghĩ một mà không nghĩ hai. Giả như hắn nhận lời lấy công chúa, phụ nàng ba, thì có phải hắn cũng là người chẳng ra gì? Ta có thể bằng lòng cho con gái ta lấy người bạc tình bạc nghĩa như vậy sao? Dạ, bệ hạ dạy chí phải, thần quả thật ngu muội. Nàng ba, An Tiêm đã được nhà vua đồng ý gả công chúa cho rồi, nàng cứ yên tâm lấy chồng đi. Hả? Ngươi là ai? Sao lại cản đường ta? Nhà vua đã ra lệnh, người không thuận ý lấy công chúa thì không được lấy ai nữa. Nhà ngươi thật là vô dụng, có một tên nông dân mà cũng không làm gì được hắn nữa. Dạ, hắn khỏe quá đại quan. Thưa bệ hạ, có chuyện cấp báo. Sao ngươi lúc nào cũng như con lật đật vậy? Có gì thì nói luôn đi. Mai Yến, chào quên, hoàng tử Mai An Tiêm đã cưới nàng ba ở quê nhà rồi. Áo mặc sao qua khỏi đầu, trên danh nghĩa cậu ta là con ngu của bệ hạ, sao có thể tự ý quyết định hôn sự của mình chứ? Nếu bệ hạ không tin, thần xin trực tiếp đi xác minh. Hoàng tử Mai An Tiêm cùng vợ xin bái kiến. Chúng con bất hiếu, xin được đến tạ lỗi cùng cha. An Tiêm, ta đã nói con đem mẹ và nàng ba đến kinh thành định hôn,
và ổn định cuộc sống gần ta. Sao con lại cãi lời? Con thật sự không coi ta là cha mình hay sao? Con giải thích đi. Dạ bẩm bệ hạ, con vẫn nhớ lời người dặn. Nhưng có người đã mạo danh bệ hạ đến đe dọa không cho con lấy nàng ba. Con lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra, nên mạo muội thành hôn với nàng trước, rồi mới đến đây xin lời chúc phúc của cha sao ạ? Thật vậy sao? Kẻ đe dọa đó là ai? Bẩm, con đã để hắn chạy thoát, con cũng không điều tra được gì. Dạ tâu bệ hạ, đó chính là lời bào chữa phiến diện của An Tim. Không bằng không cớ, làm sao tin được ạ? Thôi, bỏ đi. Con cũng đã đến đây thỉnh tội, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng ý ta đã quyết, ngươi đừng nhiều lời nữa, mau đi lấy quà ta tặng cho vợ chồng An Tim ra đây. Bẩm bệ hạ, vợ chồng con nhà quê chẳng có gì ngoài ít trái cây nhà trồng, kính dâng lên bệ hạ. Được, được, ta hài lòng lắm. Lần này con đưa mẹ vào kinh luôn chứ? Tâu bệ hạ, con xin thú thực, lần này chúng con vào trước là để thỉnh tội, sao là xin phép cha cho con được từ quan về quê sinh sống. Con không ở gần để chăm sóc, đỡ đần công việc cho ta sao? Xin người chớ lo, những việc bên khuyến nông con đã sắp xếp đâu vào đó. Chốn quan trường thật không hợp với con ở quê, nhưng người có thể gọi con bất cứ khi nào. Thôi được, ta hiểu tâm hồn con không thuộc về nơi này, ta sẽ chấp thuận cho con. Dạ, con xin tuân mệnh. Để rồi xem, thái độ đó trước sau gì cũng khiến ngươi hối hận. Hãy đợi đấy. An Tim sống vui vẻ vì duyên với nàng ba và mẹ. Vài năm sau, họ có một người con trai tên là An Đức. Những khi có việc cần, nhà vua thường cho triệu vàng, nhưng An Tim hay kiếm cớ từ chối hoặc biên thư để giải quyết công việc. Mỗi lần có thư của triều đình, chàng thường chau mày suy nghĩ. Vì mọi thứ đều không đơn giản, quan Lễ Hùng vẫn còn dòm ngó ta. Ngày mai là sinh nhật cháu ta, ngươi hãy đem miếng ngọc này đến làm quà cho nó. Dạ, tuân lệnh. Dạ, dạ. Hãy tha cho tôi. Tôi không có lỗi gì hết. Quan Lễ Hùng muốn tặng quà cho con trai của các người. Quà cho con trai ta? Sao phải tặng trong đêm hôm như ăn trộm vậy? Ta không tin. Vì sợ ngài không nhận nên tôi lén đến tặng. Tặng quà mà lén lút, có phải hắn muốn hối lộ ta? Dù hắn nhúng tay vào bên khuyến nông, ta phải bắt ngươi về đối chứng. Quan Lễ Hùng, ngài nói xem những thứ này là thế nào. Hoàng tử An Tim, ngài nói gì vậy? Đây là quà cho ngài và con trai của ngài. Tôi biết ngài không màng châu báu, nhưng... Đúng vậy, tất cả những gì ta có được hôm nay đều do hai bàn tay ta làm nên. Há đâu lại tham những của cải phù phiếm như thế. Ngài biết thế còn đem tặng ta là có ý gì? Đó thật là suy nghĩ của con sao? Con không nhận quà ta ban cho mà còn tỏ thái độ bất bình. Thưa cha, rõ ràng đây là quan Lễ Hùng sai người mang quà đến hối lộ con. Đây là của bệ hạ đặc biệt tặng sinh nhật con trai ngài. Ta chỉ thêm một ít gọi là thôi. Sao ngài lại gọi là đồ hối lộ? Thưa cha, rõ ràng quan Lễ Hùng sai thích khách đến lén bỏ quà vào nhà con. Ngài có bằng chứng gì mà kết tội ta? Hay chỉ cố bao biện che mắt bệ hạ? Dạ, con có bắt được tên thích khách. Người đâu? Đưa hắn vào. Bẩm hoàng tử An Tim, đưa ai vào ạ? Ngoài cổng chỉ có cái xe của ngài, không hề có ai khác. Hả? Lúc ta vào đây đã nhờ bọn lính ngoài đó canh gác kia mà. Bẩm, bọn lính canh nói ngài đi thẳng vào, không hề nhờ ai canh cái gì ngoài xe cả ạ. Ngài nói gì vậy Mai An Tim? Một tên thích khách vô hình mà ngài bịa ra thì làm gì có thật? Thưa cha, con... Ta thật không ngờ. Dạ, bởi vì vì bệ hạ quá chiều hắn, bệ hạ thương hắn còn hơn con đẻ. Người im đi. Người sống đều cần xã hội, đều cần tương trợ hợp tác với nhau. Nếu người đã muốn tự thân tự lập như vậy,
Coi ra ta cũng nên tòa ý cho ngươi. Đài Mai An Tiêm ra quan đảo, nơi nào thật cằn khô, không có cây lúa nào sống nổi. Nàng ba, có tiếng rồi. Nghiêm trọng vậy sao? Còn có chuyện với ai vậy? Có chiếu chỉ của triều đình, gia đình họ Mai tiếp chỉ. Mai An Tiêm kháng chỉ nhiều lần, dựa vào chút tài coi thường bổng lộc triều đình, lẽ ra là tội chết. Nhưng còn mẹ già con dại nên đầy Mai An Tiêm ra đảo quan. An Tiêm chàng, vậy là sao? Không phải chàng vào kinh để... để chọc tức bệ hạ, có phải ý nàng là thế? Bệ hạ thật là nhân từ, khi cho ngươi về từ biệt gia đình. Mau đi không chậm trễ, giờ lên thuyền ra đảo. Ta đã bắt bẫy của hắn nên làm vua cha nổi giận. Nàng hãy cố gắng ở nhà lo cho mẹ và con, chờ ta. Không được, thiếp không rời xa chàng. Thiếp và con sẽ đi theo chàng. Thưa ngài, cho tôi được đi theo chồng. Gia đình chúng tôi không thể sống thiếu nhau được. Được rồi, ta sẽ tội nguyện cho gia đình ngươi ra đảo quan. Gia đình ngươi chỉ có lương thực cho 5 ngày, không được mang theo bất cứ thứ gì ở đất liền, để xem ngươi xoay sở ra sao. Bà ơi, sao bà có sẽ nhớ bà lắm? Tội nghiệp cháu tôi, có tí tuổi đầu phải xa quê nhà. Con hứa với mẹ, có ngày sẽ trở về đất liền cùng cả nhà ta sống yên vui. Cha ơi, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu? Con giúp mẹ nhóm lửa nấu cơm nha. Cha đi vòng quanh xem có cành cây nào không để dựng lều ngủ. Con sợ quá à. Ở đây hang vô thế này, hết đồ ăn thì ta sống sao được ạ? Bao quả trứng này gà mẹ đã ấp rồi, con chịu khó ăn cơm trắng nha. Chờ trứng nở thành con, nhà mình sẽ có đàn gà để nuôi nha. Dạ, con chờ trứng gà nở. Hôm nay chúng ta đều đã mệt rồi, vào đây ngủ tạm tránh thú dữ rồi mai tính tiếp. Ta vừa thấy An Tiêm đánh nhau với cọp dữ. Lẽ nào ta đã trách phạt nó quá nặng? Không biết lúc này nó thế nào rồi. Cảm ơn nàng đã ra tay kịp thời. Cha ơi, cha có sao không cha? Không sao rồi con. Thời gian trôi qua, cuối cùng gia đình Mai An Tiêm cũng dựng được ngôi nhà nhỏ. Đàn coi, chúng ta có nước ngọt rồi. Có tin gì của vợ chồng An Tiêm không? Mấy ngày nay trời giông gió thiên tai không ngừng, dân tình mất mùa lao đao. Không biết gia đình An Tiêm ngoài đảo thế nào rồi. Người vẫn còn lo cho hắn sao? Người vẫn chu cấp cho mẹ hắn kia mà. Vậy thì sao? Còn ngươi, tại sao lại để cho vợ con hắn đi theo chịu khổ? Vậy khác nào ta là vị vua ác độc đầy ải các phụ nữ và trẻ em? Dạ, tại vợ con hắn cứ khăng khăng, nên thần cũng không còn cách nào khác. Vậy ngươi đã cho người ra đảo thám thính chưa? Dạ, thưa có ạ. Nhưng trời mưa gió biển động mấy ngày nay, nên chưa thuyền nào dám ra khơi cả. Chúng ta đã hết lương thực rồi, còn một ít thóc thì phải để dành gieo hạt. Ta sẽ vào rừng kiếm những loại rau củ ăn được. Nàng cứ giữ hạt giống để gieo hạt. Cha ơi, mẹ ơi, con biết bắt cá rồi. Con trai của mẹ giỏi quá. Nhờ con, cả nhà hôm nay có cá nướng thơm ngon đây.
Mấy hôm nay trái gió trở trời, con không khỏe hơn được chút nào. Thiếp lo quá chàng à. Có Thiền, có Thiền. Xin chào. Tôi là thuyền buôn đi ngang qua vùng biển này gặp bão, nên thuyền bị hư hại không ít, lại hết nước ngọt. Xin hỏi có thể giúp cho xin ít nước ngọt không? Chúng tôi có giếng, huynh cứ neo lại đây để tôi giúp sửa thuyền. May mắn quá, cảm ơn rất nhiều. Tôi biết lấy gì trả ơn huynh bây giờ. Con trai tôi đang bị ốm, không biết trên thuyền huynh có thuốc thang gì không? Cha tôi là thầy thuốc nên tôi cũng có chút kinh nghiệm. Để tôi thăm bệnh cho cháu. Cháu bé bị phong hàn nhưng nhẹ thôi. Tôi mang ơn vợ chồng An Tim huynh giúp đỡ lúc hoạn nạn. Tôi xin đem chút thuốc này để báo đáp. Cảm ơn huynh. Đa tạ trời đất, có số nước ngọt này chúng tôi có thể sống tiếp rồi. Huynh cứ tự nhiên, hay là mỗi lần đi ngang đây huynh có thể ghé chỗ tôi lấy nước ngọt. Đổi lại tôi xin nhờ huynh đưa thư vào đất liền được không? Được, có trạm dừng chân ở đảo này quả là may mắn cho chúng tôi. Chiếc thuyền hôm nọ đưa tin cho chúng ta, sao lâu quá vẫn chưa trở lại hả chàng? Thiếp mong tin của mẹ từ quê nhà. Ta cũng vậy, nhưng một lần đi buôn của họ cũng mất vài tháng, chúng ta phải kiên nhẫn. Chim ăn được thì người ăn được. Chàng cẩn thận. Đây là loại quái gì? Mình chưa từng biết. Cha thấy sao cha? Ngọt ngọt, mát nữa. À, hay ta trồng thử loại trái này xem sao. Anh Đức ơi, dậy đi, trời sáng rồi, quá chín rồi. Cha ơi, cha ơi, cha ra mà xem nè, hôm nay trái lớn rồi á. Con vào gọi mẹ ra đi, trái màu xanh đẹp quá. Bảo ra đi anh Tim, bảo ra đi. Hôm nay chúng ta thử xem quả này ra sao nha. Đẹp quá, vỏ thì xanh thật xanh, mà ruột thì đỏ thật đỏ. Ngọt lắm, quả này nhiều nước, thật ngọt liệm. Ngon quá cha mẹ ơi, con muốn ăn hết một quả luôn. Cảm ơn trời đất đã cho chim mang hạt này. Cha ơi, ta nghĩ xem nên đặt tên quả này là gì. Cây bò sát dưới đất, giống như các loại dưa trên đất liền ở quê ta, nên gọi là dưa. Quả có màu đỏ rất đẹp, nên ta gọi là quả dưa đỏ nha. À, dưa đỏ, dưa mới trên đảo Hoàng. Người kia, đến đây dòm ngó gì? Thưa đại quan, tôi có thư của Mai An Tim ngoài đảo Hoàng gửi cho nhà vua. Hả? An Tim, đưa ta. Nhưng thưa ngài, đưa bức thư cho ta. Ta sẽ để cho tên kiêu căng như hắn làm chúa đảo, còn ta sẽ mãi là người mà bệ hạ yêu quý và tin tưởng nhất. Hình như đây là một hòn đảo, không biết có người không. Tôi đói quá. Ta hãy vào trong xem. Nhìn kỹ xem, nó bị xích rồi. Ai đó? Có người, mau bắt lấy. Các ngươi là ai? Mau bắt trói hắn, lại cướp hết nhà hắn cho ta. Hãy
tên thích khách lúc trước đột nhập vào nhà ta đi mà. Là ngài. Xem ra ngươi cũng nhận ra ta rồi. Không ngờ tôi đi làm cướp biển cũng không thoát khỏi ngài. Ngươi là người của quan Lễ Hùng, sao lại đi làm cướp biển? Không giấu gì ngài, họ đã dẫn tôi đi định thủ tiêu tôi, nhưng may mà tôi thoát được, không dám quay về đất liền, đành ra biển làm cướp như thế này. À, ta hiểu rồi. Không ngờ quan Lễ Hùng lại xảo trá như vậy. Chú này, có vẻ đó rồi cha ạ. Đúng là mấy ngày nay mưa bão, chúng tôi chẳng cướp được gì, đói bụng quá. Thưa, giờ ngài đã bắt được chúng tôi, ngài muốn xử chúng tôi thế nào cũng được, không dám than trách. Phiền nàng hãy nấu thật nhiều cơm mang ra đây. Dạ. Ở đảo này có trồng lúa, trồng dưa. Các ngươi đừng đi cướp bóc nữa, hãy ở lại đây làm ruộng với gia đình ta một thời gian. Tuy cực nhưng mà công việc lương thiện, đêm ngủ không cần lo. Ngài nói thật sao ngài An Tim? Ngài không giận tôi sao? Các anh cũng chẳng khá hơn trước, nên chăng chúng ta gác lại mọi bất hòa để cùng nhau sống sót trên đảo quan này. Vợ tôi nói đúng đó, các anh cứ ăn đi, sau đó quyết định xem nên ở lại làm việc với chúng tôi cùng nhau chia sẻ có gì ăn nấy, hoặc các anh cứ ra đi nếu muốn. Ngài An Tim, ngài tốt quá. Tôi thật có lỗi với ngài. Tôi sẽ hoàn lương, ở lại đây giúp ngài làm việc. Thế là Hải Thích Khách và đồng bọn cùng An Tim ở lại trên đảo. An Tim dạy họ làm nhà, trồng trọt. Ruộng đất của họ ngày càng phì nhiêu xanh tốt, dưa càng lúc càng nhiều, chất đầy trong những chòi lá. Giờ chúng ta đã thu hoạch được nhiều, cần nghĩ cách đưa vào đất liền. Ta muốn mọi người cùng được biết đến loại dưa ngon này. Con lỡ làm rớt một trái dưa xuống giếng, may mà có chú Hải Tạc vớt được. Con phải cẩn thận. Anh đừng trách cháu còn nhỏ. Cũng may trái dưa này nổi lên nên tôi dễ dàng vớt lên được. Anh nói là trái dưa nổi lên à? Có cách rồi, có cách rồi. An Tim thả những trái dưa trôi trên biển, hy vọng chúng sẽ vào đất liền. Bệ hạ, xin chờ thần giới, xin đừng tức giận mà hại cho sức khỏe. Người đó, làm sao mà kênh dẫn nước lại làm ngập cả ruộng, cả nhà của người dân? Người làm ăn như vậy hả? Thần cũng không hiểu sao, đã tính toán kỹ cả rồi. Ngày trước, Mai An Tim làm việc gì cũng chu toàn cả, không biết An Tim ngoài đảo thế nào rồi. Dạ bẩm, thần đã cho người ra đảo thăm dò nhưng không thấy ai hết. Có lẽ hắn đã chết rồi ạ. Chết rồi sao? An Tim huynh, tôi đã quay trở lại đây. À, huynh đã trở về. Huynh có khỏe không? Tốt lắm, tôi đã đưa thư cho mẹ huynh, bà ấy vẫn khỏe và được nhà vua chu cấp đầy đủ, không lo gì cả. Tốt quá, cảm ơn huynh. Nhà vua thật tốt. Lẽ nào ngài ấy đã tha tội cho tôi? Huynh có đưa thư được cho ngài ấy không? Xin lỗi An Tim huynh, tôi không gặp được nhà vua. Lá thư đã bị quan Lễ Hùng lấy mất rồi. Hả? Bị lấy mất rồi sao? Thì ra là vậy. Quan Lễ Hùng quả là gian xảo. Lúc nãy ta đã muốn hỏi huynh, thì ra trái kỳ lạ này là ở chỗ huynh sao? Đúng vậy, tôi gọi đây là dưa đỏ, rất ngon, mát và ngọt. Mời huynh vào nhà nếm thử. Thì ra đây là dưa đỏ, đây là trái cây bán chạy nhất trong đất liền á. Ai ai cũng muốn mua, bán bao nhiêu cũng hết. Thật sao? Huynh có muốn lấy hàng chỗ tôi đang bán không? Chúng tôi trúng mùa, thu hoạch được đầy kho đấy này. Tốt quá, vậy tôi sẽ đem hết quần áo, thuốc men trên thuyền cho huynh, đổi lại dưa này. Đợi tôi về đất liền bán hết, sẽ chia cho huynh một nửa lợi nhuận, có được không? Nào nào, huynh bình tĩnh, cùng vào trong nhà uống miếng nước, ăn miếng dưa chúng ta cùng bàn. Thì ra câu chuyện của các huynh là như vậy. Được, tôi sẽ ráng hết sức giúp các huynh. Xin làm phiền huynh, kế hoạch này khá mạo hiểm, huynh phải cẩn thận đó. Muốn tâu bệ hạ, có một người buôn bán xa muốn diện kiến bệ hạ để dâng lễ vật ạ. Thôi,
ta đang buồn phiền chuyện đê điều, để sau hẳn gặp. Dạ thâu bệ hạ, lần trước bệ hạ đã sai thần tìm hiểu về giống quả trôi trên biển. Này thương nhân này là người mua tại nơi trồng luôn hả? Vậy sao? Thôi được, cho hắn vào triều kiến. Tâu bệ hạ, thần là thương nhân đi buôn trên biển nước mình. Được biết bệ hạ có ý muốn tìm hiểu loại dưa đỏ đang được ưa chuộng, nên hôm nay thần đến xin diện kiến đức vua và dân tặng bệ hạ ít dưa ạ. Dưa đỏ à? Dưa An Tim, ta có nhìn lầm không? Muôn tàu đúng vậy, chính tay người trồng đã khác đấy ạ. À, Quan Lễ Hùng, ngươi nói xem, sao ngươi nói An Tim đã chết? Dạ thần, thần chỉ nghe nói thôi ạ. Với lại lúc nãy thần xem đâu hề có khắc chữ gì, hẳn là chúng đặt chuyện mới thêm vô đây thôi. Tâu bệ hạ, để được vào đây ý kiến người, chúng thần phải tặng vàng bạc cho Quan Lễ Hùng đây, và còn phải biếu dưa. Sợ Quan Lễ Hùng biết, nên thần đã gửi tặng quan những trái dưa không có khác tên ạ. Nhà ngươi dám nhận hối lộ, bắt chẹt tiểu thương à? Thần không dám, trót phạm lần đầu, xin bệ hạ tha tội. Tâu bệ hạ, đây không phải là lần đầu Quan Lễ Hùng bắt chẹt đâu ạ. Thần xin được làm chứng. Bẩm bệ hạ, thần chính là tay sai năm xưa của Quan Lễ Hùng, đã giúp ông ấy lừa An Tiêm, là ngọc bội của vua, là quà hối lộ để An Tiêm phạm thượng đến bệ hạ đó ạ. Người đâu, mau mau đưa Mai An Tiêm về cho ta. Còn ngươi, từ nay sẽ ra đó trồng dưa thay cho Mai An Tiêm. Trời ơi, tôi chết thật rồi. Bệ hạ ơi, thần biết lỗi rồi. Còn ngươi đã biết hoàn lương, lại còn giúp đỡ An Tiêm, ta chỉ phạt ngươi phải lao động công ích, giúp dân ta trồng dưa trong đất liền thôi. Đổi. Khá khen cho An Tim con ta. Con không những chứng tỏ được bản lĩnh, bàn tay ta làm nên tất cả, mà còn cho dân ta có thêm một loại quả mới. Tâu bệ hạ, thần cũng xin được tạ lỗi với bệ hạ. Người nói rất đúng, sống cần có bạn bè, gia đình tương trợ, chứ một mình không thể làm được gì cả. Hòn đảo mà Mai An Tim có công khai phá, tương truyền là dùng Nha Sơn Thanh Hóa. Hiện nay dưới chân núi còn có đền thờ Mai An Tim và được nhân dân địa phương tổ chức lễ hội vào ngày 12 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ.